Like tối qua bà chốt gì đấy Bùi Hạnh ơi? Xin chào các chị yêu. Hôm nay nhà em về rất là nhiều mẫu đẹp. Hôm nay về gần 1.000 mẫu. Tất cả các mẫu. Thế là các chị yêu nhanh tay cho em nhá. Hàng đầu mùa lúc nào chất cũng đẹp và chuẩn luôn ạ. Ôi Bùi Hạnh ơi, đặt mấy mẫu á? Đặt bộ hay là đặt cái gì đấy chị yêu? Nhắn tin cho chị á, nhắn tin qua Zalo chứ, nhắn tin qua Facebook chị không check được tin nhắn đâu em ơi. Thùy Đông chị đặt cái gì đây? Áo da còn lẻ size các bác nhá. Áo da đang còn lẻ size. Ôi giời, hôm nay lại về thêm bộ đẹp cho chị Thoa Vinh ơi, thoải mái luôn nhá. Tối nay chị em mình cứ xõa thoải mái đi. Ok chưa ạ? Hôm nay đặt thêm đi chị nha, hôm nay về rất nhiều mẫu luôn. Hôm qua nó chỉ về được một mẫu nhưng hôm nay nó về gần chục mẫu ạ. Và tổng của nó là trên dưới 1.000 mẫu. Thanh Phương Trần ơi, tối qua đặt gì hôm nay xem like đặt lại cho em với nhá. Số Zalo của chị là số 028 kìa em ơi. Nhắn vào số số xỉ, nhắn tin vào số 028 nhá. Tối nay các bác đặt bộ cho em với. Hôm nay nhà em với rất là nhiều bộ, các chị yêu đi qua live stream mà cho em đăng xin một nút chia sẻ nhá, ủng hộ cho em với ạ. Tại vì là cái trên page này ý, mà nhiều chị ẩn comment là lúc mà lọc comment nó sẽ không lọc được đâu ạ. Nên các chị yêu là các chị mà chia sẻ live stream nó sẽ không bị ẩn comment đâu. Các chị nhanh tay chia sẻ giúp em nhá. Đấy, ẩn comment ngày hôm nay rất là tiếc luôn. Toàn bộ là hàng đẹp và hàng đầu mùa luôn. Rồi ok, em lên luôn mẫu đầu tiên nhá. Đấy chị ạ, đây các chị nhìn xem form dáng này. Chuẩn đẹp luôn. Đây đúng không chị Hoa? Rồi em lên đồ bộ luôn nhá. Nhanh thế, em cảm ơn. Rồi các chị nhìn này, bộ toàn bộ lỡ đẹp thôi. Siêu xinh luôn. Trên váy tối nay em không lên được đâu chị nhá. Em chào chị Thanh Dung, chào chị Lê Thị Hạnh. Đợt này chị ơi, tất cả các đợt em đều cho kiểm tra hàng hết, chứ không bao giờ em không cho kiểm tra hàng đâu. Set bộ dài tí em bán chị nhá, hôm nay về được 2 mẫu set bộ dài. Đấy chị ạ, và về được tầm khoảng 5 mẫu của set bộ ngắn. Đấy, các bác nhanh tay chia sẻ live stream ủng hộ cho em nhá. Ngày hôm nay rất là nhiều hàng mới về, kể cả áo chống nắng rồi sơ mi rồi áo phông các kiểu luôn. Hay là người khác ăn cắp nick của em bán hàng nhỉ? Chứ nhà em toàn cho đồng kiểm, chứ nhà em không bao giờ cho đồng kiểm. Lúc nãy em cũng bảo trên live stream là bên nhà em là nếu mà các chị không được đồng kiểm hàng, các chị không nhận hàng, hoặc là các chị gọi vào cái số 028 của em để xem là lý do tại sao lại không cho kiểm tra chị nhá. Số Zalo của chị là 0989198028, chị cô Út Họ Phạm ơi. Đây em lên luôn mẫu để cho các chị khỏi phải đợi lâu nhá. Ôi bộ đẹp chưa? Các bác ơi, toàn bộ hàng của công ty. Thấy chưa ạ? Hàng chuẩn form luôn nha các bác này. Đủ màu luôn. Thấy chưa ạ? Xịn sò nhá các chị yêu ơi, lên cho em là bộ gì ạ? Lên theo mã hàng cho nó chuẩn nhá các chị nhá, bộ 2026 ạ. Các chị yêu lên cho là 2026 và kèm theo số điện thoại. 2026 nhân năng mặc em có đủ size các chị yêu từ 45. Đấy chứ ạ, 43 cân đổ lên. 43 cân đổ lên khoảng là 60 cân đổ về.
Ok chị ạ, 43 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng nhá. Rồi Bùi Hạnh hôm nay đặt để ý đặt tại hàng cho em với. Thế chị ạ, bộ là 2050 này, các chị comment hộ em là 2050 kèm số điện thoại ạ. À quên, 2026 chị ơi. 2026. 2026 và kèm số điện thoại cho em 2026, các chị comment luôn. Mã kèm số điện thoại. Để chị ạ, 2026 cho em màu vàng này. 2026 cho em của màu gì ạ? 2026 cho em của màu hồng. 2026 cho em của màu đen. Được chưa? Toàn bộ em nói thật các chị luôn này, những cái hàng này chất u mìn, nó không bao giờ bị cắn chỉ luôn, các chị giặt thoải mái. Thì các chị nhanh tay nhá, tại vì cái mã hàng này là hàng đầu mùa và tranh cướp nhau ấy có. Thế chưa? Hàng lúc nào là hàng mới về, lúc nào là công ty nó ra từng ít một, các chị nói nhanh tay mới được. Thực sự luôn nha, hôm trước em về một mẫu là các chị những cái chị chốt sau livestream là không có. Các chị nhìn cho em màu đen này, 2026 cho em màu đen. 2026 cho em màu đỏ. Ok chưa ạ? 2026 cho em của màu xanh than. Đó, các bác nhìn cho em này, chất siêu sướng luôn, co giãn thoải mái. Các bác đoán xem bộ này hôm nay bao tiền ạ? Các chị yêu đoán xem hôm nay bộ này hôm nay em bán các chị bao tiền? Quá xuất sắc luôn nhá. Tết xong mập thế. Lên cho là bộ gì ạ? 2026 và để lại số điện thoại cho em. Những tài khoản nào chia sẻ livestream em ưu tiên chốt trước, được chưa ạ? Giá tại công ty nên biết của nó là 325.000 đồng. Ok chưa ạ? 325.000 đồng, các chị nhìn cho em này, siêu xịn sò luôn, chất này không đẹp không mát, không lấy tiền, nhận hàng kiểm hàng cho em thoải mái chưa anh Toán? Ok, các chị nhìn bảng màu cho em này, toàn màu đẹp thôi. Nó là áo cộc tay và quần lỡ, cộc tay quần dài có tí em lên sau nhá các bác nhá. Cộc tay quần dài em lên sau, bây giờ em lên bộ cộc tay quần lỡ trước. Thì chị ạ, 2026 kèm theo màu với số điện thoại là các chị mình có đơn. Em tặng các chị mức giá là bao nhiêu tiền ạ? 179.000 đồng. Ok chưa? Nếu các chị mua lẻ ngoài trường không bao giờ có dưới 280. Không bao giờ có dưới 280.000. Hàng này không bao giờ bị cắn chỉ luôn, em bảo hành các chị luôn nhá. Được chưa? Không bao giờ cắn chỉ. Sao mạng kém vậy em? Chị ơi, mọi người vẫn xem bình thường mà, các chị có xem rõ không ạ? 2026 rồi, ok chị Dung Chu chốt đơn này, các bác nhanh nhanh tay nhá, tại vì mỗi một mẫu em chỉ có tầm 100 bộ về trước thôi. Đấy, mỗi mẫu công ty nó chỉ trả tầm 100 bộ trước thôi, còn mấy hôm sau mới trả thêm nhá. Các chị nhỏ hôm nay nhanh tay săn like cho em với. Nhanh tay săn like kim cho em. Bộ siêu đẹp luôn, các chị nhìn cho em màu xanh than này. Đấy chị ạ, màu đỏ này. Màu đen cho em này, áo đen quần đen nhá. Toàn bộ là áo một màu, quần một màu, riêng bộ xanh than của nó là áo màu xanh than và quần màu xanh than cho em. Chị Đỗ Lành lên số điện thoại, chị Lily rồi, ok các chị comment đúng cú pháp cho em một kèm số điện thoại là các chị mình có đơn hàng. Rồi bộ toàn bộ hàng này, xuất sắc luôn, các chị nhìn cái mác cho em này. Các chị nhìn mác cho em. Hải Dương không ship được chị ơi, Hải Dương ship nhưng mà đợi lúc nào hết dịch thì Hải Dương vẫn chốt được cái hết dịch với ship. Chị Khang Vũ Trương ok, chị em chốt đơn xanh tí, xanh đen tím than. Chất này em bảo hành các chị luôn. Đây chị này, hàng thêu và đính đá cho em nhé. Tất cả hàng thêu đính đá các chị nhìn viền cho em này. Viền thể thao, trông nó rất là trẻ trung mà khỏe khoắn luôn. Đấy, mã hàng coi là mã 2026 kèm số điện thoại. Đây các chị yêu nhỉ. Tí em sẽ lên bộ giày tay sau. Ok chưa? Tí em lên bộ giày tay sau. Chị Lily có vàng đen, đỏ đen vàng đỏ rồi, ok chị luôn này. Ôi chốt luôn bốn màu á. Chị Đỗ Lành rồi, ok em chốt đơn. Đấy chị ạ, có size chị ơi, có size L, XL và 2XL. Nó tương đương với lại size S, ML các bác nhá. 2026 màu xanh. Chị Thu Quỳnh ok. Bây giờ các chị không biết là mình mặc size gì, các chị cứ lên cho em là mã 2026 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em ngày mai. Nhân viên em sẽ gọi điện tư vấn về chọn size, chọn số vừa các chị yêu nhá. Đấy, chia sẻ lại chị. Hôm nay mà chị nào ở comment rất là tiếc, tại hôm nay về rất là nhiều hàng. Hôm nay về rất là nhiều hàng. Để chờ chị Tuyết Trần ok, chị Kiều Hạnh ok em chốt đơn này. Xe XL màu xanh than rồi ok. Kiều Hạnh có vàng ok em chốt đơn nhá. Các bác lên cho em là mã hàng kèm theo số điện thoại. Để chờ mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em, màu nào cũng xinh. Chị Bùi Hoài ơi, chị chốt cái gì đấy? Mặc màu đỏ xem nào. Bây giờ em mặc thử một cái áo thôi nhá. Tại vì quần của nó thì áo màu xanh thì nó sẽ theo quyền. Để chờ áo màu xanh và quần của nó cũng là màu xanh. Em thử mặc màu đỏ luôn. Nói chung là số lượng nó có ít. Được chưa ạ? Mỗi mã nó về nó chỉ có tầm khoảng 100 bộ, hơn 100 bộ thôi. Gửi bình thường, em sợ không đến nơi người ta không ship ấy chị. Đến nơi từng vùng là dịch không ship hàng ấy. Bộ này chất xuống lắm chị Trang Len ạ. Nó không bị cắn chỉ như cái hàng cốt tông. Thì chị ạ, không bị cắn chỉ như hàng cốt tông. Hàng này là hàng u mì nhá. Chị Nguyễn Hương ok, chị Anh Kim, chị Quỳnh Lương. Cái giá này em bán chạy số lượng. Thế chưa ạ? Em khẳng định luôn là giá này em bán chạy số lượng. Nên các chị được mua giá là 179.000. Chứ còn các chị mua lẻ ngoại trường không bao giờ có dưới 280. Đây các bác nhìn cho em màu đỏ này. Thì áo màu đỏ thì quần của nó cũng là viền đỏ cho em nhá. Em mặc thử cái áo các bác xem cái form dáng của nó thôi. Mã 2026 cho em màu đỏ.
Chị Nguyễn Thúy Hằng ok. Em chốt đơn tối qua, đơn tối qua em chốt cái gì đấy? Nguyễn Hương ok, chốt 2026 màu đen này. Chị Quỳnh Lương có, chị Oanh Kim. Chị Lê Minh ơi, 179.000 đồng một bộ chị yêu ơi, 179.000 đồng. Đấy các chị yêu nhìn cho em này, qua đầu cái đấy dáng quần nó là qua đầu gối chị nhá. Dáng quần qua đầu gối cho em. 2026 cho em của màu đỏ và để lại số điện thoại cho em. Ở nào phao không? Áo phao nhé, em hết sạch thì chữ không còn cái nào nhá. Áo phao hết hàng. Đấy 2026 cho em màu đỏ này. 2026 cho em màu hồng đây các chị. Hôm qua em không thử màu hồng lên, em thử lên màu hồng các bác chốt gọi là dã man luôn. Hôm nay em không còn bộ nào nhá. Hôm nay về bù thêm đấy. Chứ tối hôm qua chốt là sáng nay là hết sạch luôn. Tối nay mới về bù thêm hàng để trả hàng cho khách nhá. Đây 2026 cho em của màu đỏ à, màu hồng này. Đang nhìn màu cho em. Hôm nay chị lấy bộ rồi nhé. Ok chị. Bộ đã lấy rồi á? Có Hải Dương vẫn ship được cả chị. Chắc là tùy từng vùng ấy nhỉ. 2026 cho em màu hồng này. Đấy 2026 màu hồng. Từ size L, XL và 2XL. Nó đánh từ size L nhá. Thì tư đương với size M ấy. Đấy. Chứ không phải là size L là size to. Em mặc size L này. Em 51 cân cả 1m58. Em mặc size L nhá. Thì size L chúc đỡ các chị từ khoảng 43, 44 cân đổ lên. Tại vì cái hàng nó co giãn. XL các chị tầm khoảng 56, 57 cân. Và 2XL các chị tầm khoảng 58, 60 cân đổ về. Thành lợi rồi ok em chốt đơn. Tất cả đều là quần đen trừ màu xanh tham ra. Chị Tuyết Hoa ok chốt 2026 của màu đỏ size L này. Chị Thành Lợi có rồi này. Chị Bùi Hoài mấy mã chị ạ? Mấy mã? Mấy mã thì hôm nay xem ưng mã nào chị chốt lại nhá. Đây bộ màu hồng thì quần của nó cũng màu hồng. Màu hồng cho em chị Hồng Nhung ok chốt đen. Chốt thêm màu cam em. Chốt thêm màu em mặc nhìn đẹp quá. Chị ơi màu em mặc là màu hồng chị yêu. Em bảo rồi mặc màu nào lên cũng xinh. Em thấy cái bảng màu năm nay màu nào cũng đẹp ý. Chị Hồng Nhung rồi ok em chốt đơn. Chị Nguyễn Thanh Hà hôm qua chị đặt được chốt đơn mà không thấy nhân viên gọi. Chị đặt cái gì đấy chị Nguyễn Thanh Hà ơi? Chị gái đặt cái gì vậy? Tất cả đằng sau đều quần của nó đều nâng mông nhá. Mặc lên form rất là đẹp luôn. Đấy chị ạ, quần nâng mông mặc lên form này rất là gọn luôn và ghen bụng nhá các chị yêu nhá. Bụng chị nào to mặc lên nó không bị lộ bụng đâu. Đấy chị ạ, mặc lên không hề bị lộ bụng này, trông rất là gọn gàng luôn. Đấy 2026. Em mặc size dài tí mặc sau chị Hà Nguyễn có 2026 này. Lên chị đặt mã hàng một kèm cho em số điện thoại ạ. Đây. Cái màu vàng cho em cũng xinh nhá. Đấy chị ạ, chị Loan Hà, à Lan Hà rồi ok em chốt 2026. Hôm nay có cả áo chống nắng về đấy ạ. À gần chị gần bưu điện chị ra lấy luôn là rồi ok chị. Đây các bác nhìn cho em này, tất cả hàng xịn sò luôn. Áo khoác nào chị ơi, 2026 trên màu vàng nhá. 2026 màu vàng. Chị Hiền Đỗ rồi ok chị em chốt đơn. Ôi chị Bùi Hạnh ok chốt 2026 màu đen nhá. Màu đen là áo tất cả đều là cùng một màu đen hết và màu xanh thạm thế, còn các màu khác thì áo một màu của màu hết ạ. Chị Dung Quân Nguyễn ok chốt đơn. Đây bác nhìn xem này, áo màu vàng quần màu đen, cái quần của nó sẽ theo set màu vàng chắc hơn nhá. Thấy chưa, sẽ theo set bộ của nó luôn, mặc lên rất là đẹp luôn ạ. 2026 của màu vàng lên đơn và kèm túi thoại co giãn thoải mái, đứng lên ngồi xuống và quần đều có túi hết nhá chị nhá. Quần nó đều có túi hết ạ. Áo gió đen đằng sau bán bao nhiêu em? Đấy không phải áo gió, đấy là áo phao ấy chị ơi. Đấy là áo phao, cái hàng đấy hàng 1,2 triệu đấy trước. Hàng đấy hàng hơn 1 triệu đấy trước đấy ạ. Chị Hoa Phạm 2026 đi chị ơi, comment lại cho em cái mã hàng với. Chị Hằng Lê ok chốt 2026. Chị Ngọc Mai ok chốt đơn 2026. Giá này thì em thực sự các bác là em làm số lượng thôi. Em chạy số lượng và làm chương trình cho các chị. Cho nên các chị cũng mua gọi là gần như sát với giá sỉ rồi. Gần như sát với giá ra buôn em cắt từng nghìn một luôn. Đấy chị ạ, cắt so với giá buôn từng nghìn một luôn. Thế các chị yêu không phải lo nghĩ là cái giá thành nó cao hơn so với ngoài thị trường. Ok, chất này toàn bộ chất u mì chứ không phải chất cotton tông nhá. Chất cotton tông nó hay mặc bị cắn chỉ nhá. Rồi em qua mẫu khác nha các chị yêu ơi. Em qua mẫu khác luôn, ô cái màu xanh than này. Xanh than này mặc lên thì các chị còn không có hàng mà chốt luôn ý. Đây cái màu xanh than đây. Xanh than, xanh than. Mã 2026 màu xanh than, chị Hiền Độ có màu xanh với màu hồng. Xanh em có cả xanh lá với xanh than. Các bác vui lòng comment luôn cái màu xanh than hoặc màu xanh lá cho em ấy nhá. Đây màu xanh than đây. À, cảm ơn chị Thanh Thảo ạ. Đem lên màu xanh than các bác này. Đẹp dã man luôn ý. Đây xanh than. Xanh than của nó là cũng áo màu xanh than và quần màu xanh than cho em. Cái viền của nó gọi là những cái size to thì nó viền chắc nó hơi khác một tí chị nhỉ. Đấy chị ạ, có thể là viền vàng, có thể là viền đỏ. Đấy, có thể là viền vàng. Áo dây em mặc không có, hết hàng rồi chị ơi. Em thấy hôm qua em tắt like một phát là các chị gọi chốt đơn bao nhiêu ấy. Các chị toàn đặt trước rồi ấy.
Chị Chu Trang có này, chị Đào Nguyễn Thị Thảo. Chị Đào ok, em nói luôn là khách hàng nhà em nhá, chị sai lờ với tôi ok. Những chị nào đặt hàng nhà em, nhận được hàng, được kiểm tra hàng, các chị ăn lấy cho em, tránh trường hợp mà giả mạo hay lừa đảo. Đấy, có một chị vừa rồi chị bảo là sao đợt này em không cho kiểm tra hàng. Không bao giờ có trường hợp mà nhà em không cho các chị kiểm tra hàng. Em còn ghi luôn ở trên gói hàng là cho khách đồng kiểm cơ. Đấy, những trường hợp nhận hàng mà các chị không được kiểm tra, các chị đừng lấy cho em. Hoặc các chị gọi đúng vào cái số hotline nhà em, em nghe máy, em xác nhận là các chị được xem hàng thì các chị lấy không thì thôi nhá. Chị Hồng Lê ok chốt xanh than dồn đơn. Chị Hoa Phạm ok chốt 2026 chữ em 179.000 một bộ. 179 hôm nay các chị nào không lấy từ 2 bộ trở lên là hơi phí. Em nói luôn là không chốt từ 2 bộ trở lên là hơi phí. Em mặc thử cho các chị xem cái tông màu xanh than này. Tông màu xanh than, chị ơi cho em xem áo gió luôn, áo ok, áo chống nắng luôn đi. Em mặc luôn cả bộ này xong rồi em mặc luôn áo chống nắng luôn nữa. Rồi, chị Nga Hà rồi ok, chị lên màu xanh than nha. Xanh than cho em mã 2026, em lên luôn áo chống nắng cả, áo chống nắng ngắn và áo chống nắng dài. Nào chị nhắc cho em đi, ngó gì nữa. Bốn màu. Màu xanh két kia với màu xanh kia nữa. Áo chống nắng dài luôn này. Xanh than. Các bên này sao chị? Xem mã 3102 ấy. Xem ở cái mác áo 3102 ấy. Ok chị. Chị ơi từ 43 cân đến tầm khoảng là 60 cân đổ về em chốt đơn lên mạng chán á. Sao thế? Con canh nó cộc đầu rồi à? Đây các bác anh, áo chống nắng này. Áo chống nắng có cả ngắn cả dài luôn. Áo chống nắng còn đang cháy hàng tại vì mới đầu vụ. Khách, nói chung là khách mua nhập rất là nhiều. Các chị nhá, áo chống nắng dài cho em, rất là tiện luôn đấy chị này. Cho em cái móc luôn đi, cho 4 màu. Có 4 màu áo chống nắng. Chị Lan Vĩ ok, chị Dịu Đặng ok, em chốt đơn. Loại như em là chống nắng 2 lớp các bác nhá. Chống nắng 2 lớp. Ok chị ạ, các chị comment em là chống nắng dài. Theo cú pháp là chống nắng dài, em đang mặc là màu rêu, được chưa ạ? Em Loan đang mặc là màu rêu này. Màu thứ hai là màu xanh két, được chưa ạ? Một cái tông màu cực kỳ là mới của năm nay. Màu xanh két cho em này. Lên trên là chống nắng dài. Và để lại số điện thoại cho em. Cái con này các bác mua ngoại trường ít nhất là tầm khoảng 190. Ít nhất là tầm 190.000. Hôm nay em tặng cho chị nào chia sẻ live stream. Ok chị ạ, hôm nay em kỷ niệm cho bác nào mà chia sẻ live stream cho em. Nó có LXL ấy chị nhá. Chú ý cho em treo cái size bé để em mặc thôi. Treo size to cho em này. Chị Nao Hồ rồi ok, chị Lưu Lê rồi ok, chị Thanh Dũng ok, chốt xanh tan của mã 2026. Đây các bác lên cho em này. Chị Lê Thoan rồi ok, em chốt đơn nhá. Có túi, thấy chưa ạ? Đi nắng này các bác kéo hết cao lên cho em. Đó, mã này còn đang đợi hàng về thêm ý. Hôm nay chỉ về được mấy trăm áo một thôi. Chỉ về được mấy trăm áo em có sai nhá, chống nắng em có sai. Là size L với XL. Chốt đơn các chị từ trên 40 cân đến 65 cân đổ về. Đằng cái eo này nó có chun, các bác mặc cũng rất là thoải mái luôn. Được chưa ạ? Em làm chương trình giá đẹp cho các chị. Được chưa ạ? Áo chống nắng em 2 lớp nhá, không phải loại rẻ. Mờ quá à. Rồi chị Lê Thoan có rồi. Ok chưa? Em phát giá cho các chị luôn này. Em nói luôn bình thường nếu các chị mua lẻ ngoại trường nó rơi tầm khoảng là 180-190. 180-190.000. Được chưa ạ? Em dơ tất cả bảng màu lên các chị ngắm nha. 4 màu. Được chưa ạ? Có 4 màu. Màu hồng này, được chưa ạ? Màu xanh két, màu xanh than, được chưa ạ? Và màu xanh rêu em đang mặc. Lên cho là mã hàng kèm theo số điện thoại cho em là chống nắng dài nhá. 139.000 đồng một áo. Ok chưa? 139.000 đồng mà hàng 2 lớp cho em khoảng 1 lớp thôi nhá. Hàng 2 lớp cho em. Ok chị, các bác nhìn cho em này, con áo này hàng 2 lớp. Comment luôn là chống nắng dài, ngày mai các chị yêu chọn màu cho em. Và có 2 size là size LXL nhá. Có 2 size là size LXL cho em. Chống nắng dài và cách số điện thoại ạ. Đây chả cần khẩu trang luôn nhỉ. Đi ra ngoài này, kéo hết cao lên cho em như này. Rất là tiện luôn các chị yêu nhá. Chống nắng dài và cách số điện thoại, đừng comment là xanh than. Comment là em là chống nắng dài, chị Nguyễn Xuân Hương ok em chốt đơn này. Bích Hiệp có, Bùi Tuyết có này. Chị Bùi Tuyết có số điện thoại chưa chị ơi? Rồi chị Lê Thoan có, chị Lưu Lê có rồi, chị Đao Hồ ok em chốt đơn. Áo chống nắng là 139.000 đồng là nắng dài nhé, còn nắng ngắn là rẻ hơn. Đang đợi đồ mới chưa tới, ngày nào cũng đẹp, em cảm ơn chị Võ Thảo nhé. Đây các bác ơi, nên nhanh tay cho em ạ, bây giờ bắt đầu đầu vụ, năm nay nắng sớm.
Để các chị tranh thủ zin luôn. Mã chống nắng dài và để lại số điện thoại cho em. Màu gì ạ? Màu xanh két có nhiều không chị Hoa ơi? Hả? Đây có eo cho em này. Đấy, chống nắng cũng phải đẹp đúng không? Chống nắng cũng phải đẹp luôn. Xanh 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 này cơ mà. Đây, có xanh này có số lượng. Xanh than đây. Đấy chị ạ. Nói chung là nó không dày quá, nó không bị bí đâu ạ. Chống nắng này chống nắng có thông hơi các chị yêu nhá. Chống nắng này có thông hơi, nó không bị bí đâu ạ. Nó không bị bí mồ hôi. Đấy các bác lên chờ chống nắng dài và kèm theo số điện thoại cho em. Chị Bùi Tuyết, Bùi Tuyết comment mã hàng cho em với nhá. Chống nắng dài màu tím than rồi ok. Chị Hồng ấy, Thị Hồng này. Chị Vũ Thị Hạnh ok. Chị Hòa Lê rồi ok, em chốt đơn. Các bác lấy hai chiếc đi, một nắng một dài nhá. Một ngắn một dài cho em. Đấy, tí nữa các chị em lên các màu của nắng ngắn nữa. Nắng ngắn nó cũng màu, bảng màu cũng tương tự như nắng dài. Chị Hoa Lê có này. Để chờ chị Huế cao ok, em chốt đơn. Đây các bác nhìn cho em màu xanh than này. Xanh than em lấy nhiều nhất. Đấy chứ ạ, tại vì cái xanh than là dễ mặc nhất luôn. Màu xanh than này rất là dễ mặc luôn ạ. Đây các bác là màu xanh than cho em. Đấy, chống nắng dài cho em màu xanh than này. Lên đơn hàng một kèm theo số điện thoại cho em rất là tiện luôn. Không phải dùng quây, dùng kiếc gì cả. Chị Huyền Trần rồi ok, em chốt đơn. Xanh than chống nắng này. Chị Kim Liên Lê rồi ok, chị Hà Thủy rồi ok, em chốt đơn. Hai đơn, có một đơn đang chờ mà đã nghiện rồi. Chị Văn Thị Thúy Hoa lên số điện thoại cho em nhé. Nguyễn Sự PT rồi ok, em chốt. Lại Trần Uyển Như rồi ok, chốt đơn chống nắng dài xanh than này. Size chống nắng bao nhiêu cân? Size thì nói chung là dưới 65 cân thôi chị ạ. Dưới 65 cân thôi chị Lý Béo nhá. Chị Sắc Xuân rồi ok, em chốt đơn. Lên cho là chống nắng dài và kèm theo số điện thoại. Để chạy chống nắng dài và kèm theo số điện thoại cho em. Chị Hoa màu hồng có nhiều không? Xanh nó có cả xanh kép với xanh than đấy. Xanh em mặc là xanh than đây nhá. Xanh em mặc là xanh than. Chị Thanh Dũng có số điện thoại chưa? Chị Như có rồi chị nhá. Đang cái gì chị? Đây cái màu xanh kép nó có ít thôi. Xanh kép em có rất ít thôi các chị nhá. Ngày mai chị nào ăn thì chị được cái màu xanh kép. Đấy. Hàng hai lớp cho em. Cho nên là các chị ơi, chống tia UV, chống tia cực tím rất là tốt luôn ạ. Tí nữa là giữa live stream là em có một cái món này em tặng các chị. Gọi là cái chuyến mà gọi là cuối cùng em về hàng. Mà toàn về màu đẹp thôi ý. Thấy chưa? Về toàn màu đẹp. Chị thấy cái nắng ngắn đấy chưa? Đang đấy. À, đây vào xanh két cho em này. Xanh két, xanh két. Để chạy chống nắng dài cho em màu này, màu xanh két ạ. Chị Vui Lê rồi ok, em chốt đơn. Bộ đang mặc là 179 chị ơi, chị Phan Ngọc nhá. Bộ em mặc là bộ 2026. Chị Bùi Tuyết ok, chốt mã 2026 này. Đây là mã để chống nắng dài cho em màu xanh két và chống nắng dài cho em màu hồng. Hồng của nó hồng đậm đậm nhá các chị yêu nhá, chứ không phải hồng phấn đâu ạ. Chị Cảnh Tú chốt mã 2026 màu xanh than, màu vàng. Rồi các bác lên đơn hàng cho em. Đây ạ. Mã hàng và để lại số điện thoại cho em là các chị yêu mình muốn hơn. Đẹp tuyệt vời luôn. Bộ em mặc là bộ 2026 ạ. Tiếp Thanh Thảo ơi, chị thấy bói à? Chị là thấy bói hay sao vậy? Hôm trước về không còn cái nào luôn ấy. Đây. Chống nắng dài cho em màu à? Màu hồng. Trời ơi. À, áo tuần lộc á? Không biết có còn cái nào không? Hết sạch mà chị. Áo nắng dài có cả màu này nhé. Ngắn mẹ ơi. Nắng dài có màu đấy. Đâu? Đấy, chống nắng dài màu hồng đấy. Chị Thanh Dũng ok, em chốt đơn. Bộ lửng 2026 ok. Chống nắng ngắn màu xanh tan ok. Chị Nguyễn Liên có này. Thanh Dũng có rồi chị nhắc. Đây các chị lên cho em màu hồng miệng. Chống nắng dài cho em màu hồng. Chống nắng dài cho em màu hồng và kèm số điện thoại. Kiếp mắt chị Tinh như cú vào ói. Mắt chị Tinh như cú ấy. Chống nắng dài là 139.000 một áo chị ơi. 139.000 đồng một áo chống nắng dài ạ. À. Đây các bác này. Đẹp tuyệt vời. Quần ngố á. Quần ngố riêng chưa chị ơi? Chị Hòa Lê ok, chốt màu hồng nhá. Các nào lấy màu hồng các chị comment luôn cho em này. Chống nắng dài cho em màu hồng. Có cả nắng ngắn. Nắng ngắn cái bảng màu nó cũng như thế luôn. Đấy chị ạ, nắng ngắn cái bảng màu của nó cũng như nắng dài. Nắng ngắn thì em nào bán các chị 100.000 một cái. Nắng ngắn em tặng các chị yêu mình 100.000 một cái. Ok chưa ạ? Đây các bác nhìn này. Màu xanh này có mấy không chị? Đây mang lên chờ mẫu chống nắng ngắn cho em. Cứ 100.000 một cái, 100.000 một cái cho em ạ. Chống nắng ngắn và kèm theo số điện thoại nhá. Con màu này có ít á. Màu này có ít thôi. Bộ ngố em mặc là 179. Đấy các chị coi là chống nắng ngắn cho em. Chống
nó ngắn cân đến 65 cân đổ về cho em 40 cân đến 65 cân. Chống nắng dài là các chị comment luôn mã chống nắng dài thôi, còn bộ em mặc là mã 2026 nó khác chị Nguyễn Thúy nhá. Tránh trường hợp bị nhầm lẫn. Đấy, bộ em mặc bên trong là bộ 2026, còn áo chống nắng dài nó sẽ khác. Hai mã hoàn toàn khác nhau luôn đấy ạ. Đây các chị comment là chống nắng ngắn cho em. Chống nắng ngắn các chị yêu lên đơn cho em một kèm điện thoại này. 2026. Màu xanh than, ok chị Quỳnh Phương Lưu nhá. Đây các chị nhìn cho em này, mã này chống nắng ngắn á. Chống nắng ngắn cho em. Đây chưa ạ, bốn màu nhá các chị nhá. Màu hồng đậm, hồng nhạt này. Đây là hồng đậm cho em, còn đây là hồng nhạt này. Đấy chưa ạ, màu xanh than và màu xanh kết. Em tặng các chị 100.000 đồng một cái áo chống nắng ngắn ạ. Chạy chương trình như các chị yêu mình luôn. Đấy chưa ạ, chạy chương trình luôn. Khóa tập lệ cho em có túi này. Đựng điện thoại được tiền các chị kéo khóa túi lên cho em. Mã chống nắng ngắn mà cách số điện thoại cho em 100.000. 100.000 đồng một cái, em không về được nhiều, chị nào nhanh tay được. Đầu vụ thôi ạ, đầu vụ các chị ơi rất là hiếm hàng trong nắng này. Nói chung là nó sẽ có loại rẻ hơn, nó chỉ có vài chục nghìn thôi, nhưng thực sự các chị ơi những cái mã đấy thì mặc thì chống nắng nó cũng chả có tác dụng gì đúng không ạ? Tại vì nó mỏng quá. Cái này anh em không phải dày quá mà không phải mỏng quá, nó loại vừa vừa. Chị Phạm Huế ok nhá, chị Bùi Hạnh ok. Này, thấy chưa? Chị Lê Quyên có này. Chốt mai các chị chỉ cho. Ôi, chưa có màu rêu đúng không? Ngắn này này. Ngắn có rêu hay sao ấy? Ngắn này á? Ừ. Không có. Ngắn không có rêu đúng không? Rồi ok. Các bác lên đơn nhanh tay, thì mẫu này em không dám chốt nhiều, thì hôm nay nó phải 2-3 ngày hôm sau mới có hàng về bù các ạ. Đấy chị ạ, chị Hà Hiếu có nhá. Các chị lên đơn cho em một kèm số điện thoại, các chị cứ để chống nắng ngắn cho em. Chống nắng ngắn và cách số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Bây giờ em lên tiếp. Lên tiếp. Cái gì được đấy ạ? Đồ bộ nhá. Nắng ngắn bao nhiêu đây? Nắng ngắn là 100.000 một cái chị ơi. Bán chạy chương trình luôn. Đấy chị ạ. Chạy cho các chị bình xuống. Chất này các chị này. Chống nắng thông hơi như chị nhá. Nó không bị bí. Đấy chị ạ, nó không bị bí. Và hàng toàn bộ là hàng hai lớp, chứ không phải một lớp mỏng kéo đâu. Các chị yêu nhá, hàng hai lớp cho em. Đây các chị yêu nhìn cho em này. Hàng hai lớp xịn sò luôn. Em tặng các chị có 100.000 một cái áo chống nắng ngắn. Trời ơi, ngày mai thiếu hàng rồi là cái chắc. Đây. Mai thiếu hàng là cái chắc nếu mà em bạn đã bán giá này. Chống nắng dài 139 và chống nắng ngắn là 100.000 một cái. Đấy chưa ạ? Các chị nên lấy một cái chống nắng ngắn, một cái chống nắng dài. Ok chưa ạ? Lúc mà mình mặc quần dài các chị chỉ cần khoác cái áo ngoài, hoặc các chị mặc quần short thì các chị chùm cả cái áo chống nắng dài cho em, chùm được đến mắt cá chân luôn. Đấy rất là tiện, mình không phải mặc quây kiếc làm gì cả, nó mất nhiều thời gian. Ok chưa ạ? Lên cho em bộ chống nắng ngắn. Cho em màu hồng đậm này, đây là màu hồng đậm cho em nhá. Xanh kết có ít. Nói chung là mỗi màu hôm nay nó chỉ về bù được ít thôi ạ, nó chưa có nhiều. Nó chưa có nhiều, xưởng không kịp trả hàng mà. Xưởng không kịp trả hàng luôn. Chị gì ơi, Tân Liếu à? Tân Liếu đặt gì đấy chị? Đây chống nắng ngắn này cho em. Các bác lên đơn nhanh tay nhá. Đây chống nắng màu hồng đậm cho em ạ. Đấy, chống nắng ngắn màu hồng đậm này. Ok chưa? Hồng đậm, hồng nhạt, màu xanh tha thôi em. Em qua nhanh nhá. Các bác và các chị đã nhìn rõ cái bảng màu của nó rồi đấy ạ. Không có em lên một lúc nữa là ngày mai là nợ đơn của khách, nó mệt lắm. Nguyên cái trả hàng nợ đơn của khách hàng là rất là mệt mỏi luôn ý. Rồi em qua mẫu nhá. Em qua mẫu luôn này. Đây chị ơi. Ok, em lên bộ quần dài nhá. Em lên bộ quần dài luôn đây. Xin phép là em chạy chương trình cái bộ quần dài này. Được chưa? Đủ bằng màu như này chị. Đủ bằng màu quần dài này luôn. Được chưa? Lên mẫu nào? Đâu cái mục đề chỗ nào đây? Chị lấy chỗ nào ra đây? Mẫu này. Mẫu này 2029 à? Okay. Ôi có số lượng. Chị ơi cái màu xanh này lấy trên size L, sao lấy XL vậy? Mẫu nào cũng có nhiều đây. Em lên màu vàng nhá. Đây 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 các chị ơi, quần dài cho em. Thế chị ạ, bộ quần dài áo cộc tay. Bộ quần dài áo cộc tay ạ. Các chị lên cho là bộ gì ạ? Nhanh tay nhá, comment luôn 2028 mình. Em mặc thử đây là hết hàng. Em mà mặc lên mẫu này hết hàng đấy ạ. Mã 2028 đúng không nhỉ? 2028 mặc kèm theo số điện thoại cho em. Toàn bộ hàng xuất sắc luôn. Đó. Toàn bộ hàng chuẩn xuất sắc luôn như này. Nhiều quá. Nhiều lắm.
Thế chống nắng hơn với chân chị rồi. Có áo chống nắng này. Chị Nguyễn Thủy với chị Lê hơi bị nhanh tay. Ok, cho các bác nhìn màu cho em này, bảng màu nhá. Em cho em mặc lên bộ này trước này, size L là nhỏ nhất. Nó đánh từ size L, XL và 2XL ạ. Form này chốt đơn các chị dưới 60 cân nhá, từ 43 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn. Đủ tông màu luôn em. Ngày hôm nay nhà em về được 5 màu. Đấy chị ạ, ngày hôm nay nhà em loan về được 5 màu, các bác nhìn cho em này. Toàn bộ hàng trên 300.000 là giá tại shop. Các shop ý, và tại giao tại công ty là số lượng mà bán lẻ. Ok chưa? Ngày hôm nay em tặng các chị này, giá niêm yết là 355.000 thôi bác nhá. 355.000. Cái Lý nó còn bán hàng không chị nhỉ? Chắc có. Quên. À đấy, có bình nước đây rồi. Em tưởng mang nước vào đây. Lấy bộ size L treo đây chưa? Size L có mà. Ôi, em đưa bảng màu các chị ông mình xem luôn này. Được chưa ạ? 2028 cho em màu hồng. Tí nữa em sẽ mặc từng màu luôn nên các chị mình ngắm nhá. Tại vì em chạy chương trình thì em sẽ cho các chị là gọi là tè tèn ten luôn. Để chạy cho chị em mình xuống nhận hàng kiểm tra và sờ cái chất cho em xem nó có đẹp có mát không nhá. Và chất này em cam kết các bác là không bị cắn chỉ và không bị xù. Không cắn chỉ, không bị dù. Màu hồng cho em này, 2028 màu hồng này. 2028 cho em màu đỏ này. 2028 cho em màu đen này. 2028 cho em màu xanh và 2028 cho em màu vàng. Mỗi chị lấy cho em 2 bộ đi. Thấy chưa? Mỗi chị lấy cho em 2 bộ. Hôm nay chắc là chỉ chốt được khoảng 50 chị thôi. Chốt được bộ này trước nhá. Còn mã này chắc chắn là mỗi hôm nó chỉ trả tầm 100 đến 200 bộ thôi ạ. 189.000 một bộ. Ok chưa ạ? 189.000 đồng một bộ, lên trên mã 2028 kèm theo màu với số điện thoại cho em. Size M, à quên size lớn cho nó các chị từ khoảng 43 cân đến 52 53 cân. Size L em cho các chị từ khoảng 53 cân đến khoảng 56, 57 cân ạ. Và XL em cho các chị dưới 60 cân các bác nhá. Dưới 60 cân thôi, tại vì chất này nó là chất u mì. Cho nên là cái độ co giãn của nó rất là tốt. Được chưa ạ? Chị gì ạ? Chị Trinh Mít Đỗ có, Kim Lê có, Lê Thị Hạnh ok, Phan Tâm ok, chốt đơn. Nguyễn Thúy có, Nguyễn Thanh Hà ok, em chốt đơn. Chị Phòng Tiết có, Nguyễn Thúy có rồi nhá. Hương Trịnh có chống nắng rồi, chị Hương Vũ. Ôi dồi ôi, em đọc, em mà không đọc hết được đâu chị ơi. Đấy. Các chị cứ lên cho là mã hàng kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Mã hàng kèm số điện thoại cho em các chị mình có đơn. Các chị nhìn thấy tông màu vàng bên ngoài rất là tôn da luôn. Vàng bên ngoài là vàng đậm hơn trên like nhé chị nhá. Cho xem xin có nước không. Nâng mông này, cái đường đằng sau là nâng mông nhá. Thế chị làm mà mông nó sệ ấy, mặc nó không bị chảy mông. Cái nâng mông này làm cho cảm giác mặc rất là tròn mông và nó ghen bụng rất là tốt luôn. Đấy, chị em mình là mặc cái bộ này rất là thoải mái. Quần dài áo cộc tay cho em. Chị Nguyễn Hằng ok, chị Dung Chi, chị Hoàng Yến có nông gấm ok, em chốt đơn ạ. Em sẽ lên từng màu một nhé, đợi em một xíu em sẽ qua mẫu này. Em qua màu luôn. Đẹp lắm mọi người ơi, hôm nay mình cũng lấy mấy bộ luôn mặc hè. Chị ơi, hàng lúc nào nó ra đầu vụ ý, thì chất lúc nào nó cũng kiểu làm cẩn thận và nó đanh chất, chắc chất cực kỳ luôn ý. Thế các chị này, 189.000 đồng một bộ. Hàng của Sana, hàng công ty, hàng chuẩn luôn các chị nhá. Chị Ngọc Mai rồi ok. Chị Chi Hoàng ok, em chốt đơn. Em qua một màu tiếp theo. Để em lựa cái màu để xem nào. Em màu đỏ đi. Em lên tông màu đỏ luôn nhá các chị nhá. Lên từng màu một các chị mình ngắm này, cho nó kỹ. Không lại các chị bảo không biết là nên chọn màu nào. Tại vì em thấy cái bảng màu năm nay cái màu nào cũng đẹp. Chẳng qua là cái hàng tiền nào của đấy thôi. Các chị mua cái hàng rẻ, cái màu của nó rất là sặc sỡ. Đấy chứ ạ, màu của nó rất là sặc sỡ lên cây, nó không được chuẩn form như này đâu. Các chị nhìn cho em này, không rộng quá và không nhỏ quá. Đấy chứ ạ, quần nó không bị dài quá và không bị ngắn quá. Các chị ơi nhìn cho em, mà chị nào thấp nha, các chị cắt gấu cho em nó không bị mất dáng quần. Cắt gấu không bị mất dáng quần. Ok, chị có 189.000 đồng một bộ thôi. Em qua màu thứ hai là tông màu đỏ ạ. Đấy chứ ạ, các chị ơi đợi em một xíu nha, em mặc qua mẫu màu đỏ luôn này. Em sẽ mặc hai màu một thôi nhá. Em mặc hai màu một thôi cho các chị, gọi là cho nó dễ, chứ còn mặc nhiều màu quá lúc các chị là rất là khó chọn luôn và rất là lâu.
cái quần, cái viền quần của nó sẽ theo cái màu áo luôn. Cái viền quần của nó sẽ theo cái tông màu của áo luôn ạ. Mã này 202. Bộ này không phải là bộ đệm của mã khác. Em lên bộ đệm là mã khác đấy chị nhá, bộ đệm là cái bộ có cổ ấy. Còn bộ này là bộ không cổ, bộ cổ tròn. Hả? Bộ đệm là bộ có khóa. Đây màu đỏ cho em. Quần đen áo đỏ. Ok chưa ạ? Chị Hằng Nguyễn ok này. Size 60 cân chị mặc 2XL cho em, chị Minh Vương có nhá. 2028 này, chị Nguyễn Thắm có 2028. Chị Đoan Trang, chị Phạm Mai có 2028, chị Tuyết Lê có 2028. Chị Thái Tình mỗi mặc là 189. Chị Hoa Phạm ok, chị Ngọc Ánh có này 2028 này. Anh Đỗ có 2028. Em đọc tên là có đơn các bác nha, không đọc tên các bác vẫn được chốt đơn bình thường. Chị Chi Hoàng có, chị Ngọc Mai có, chị Đồng Tên, chị Bùi Hoài, chị Hằng Đỗ có đơn này. Lên cho mã 2028 và kèm theo số điện thoại cho em chạy chương trình cho các chị. Mặc màu đen đi chị ơi. Nó chỉ khác nhau mỗi cái màu thôi chứ còn form dáng thì mặc lên nó như nhau mà. Mặc lên như nhau cần gì mặc hết các màu đâu. Xem cho các chị xem này. Đây bộ màu đen nó sẽ như thế này nhá. Người cha chị Thái Tình có, chị Thành Lợi có, chị Phòng Thiết có rồi, chị Nguyễn Thủy có ok chốt đơn như vậy thì 2028 này. Đây. Có chị hôm nay còn lấy 4 5 bộ của nhà em luôn ấy. Được chưa? Các chị bảo lấy về mặc tại vì em bán rẻ. Thế các chị mua ngoại trường là người ta có bán rẻ nhất là tầm 250-280 một bộ này. Tầm 250-280 so với giá ngoại trường người ta bán. Được chưa? Chị toàn tạ 6-7 cân vừa đó chị Vi Lưu ơi, chị Nguyễn Thủy có rồi nhá. 5-7 cân có vừa chị yêu, có vừa. Em đang mặc size nhỏ nhất là em 51 cân nhá. Cao 1m58 mà size nhỏ nhất là size L. L 1XL và 2XL. Thêu đính đá cho em. Ok chị hàng thêu đính đá này. Đây mặc thử màu đen luôn nhá. Đây là chiều theo ý các chị luôn đấy, chị Mai Nguyễn ok. Bộ có khóa tí em lên sau chị Phạm Nhương nhá, tí em lên. Em qua mẫu này, em qua màu khác này. Các chị cứ thích mặc lên từng màu một để ngắm cơ. Ở đâu nhỉ? Bán rồi thì nó giấu lại. Em đang thấy lạ đấy, thiếu là thiếu hàng đấy. Chị xem bọn em cái xanh kia là cái gì vậy? Thiếu đấy, chị xem có biết là cái đống này nó vứt lên không ấy. Bộ này 189 chữa đây, bộ màu đen đấy chị ơi. À, chị Đồng Tem. Đấy em lên màu nào các chị thích màu đấy đúng không ạ? Chị Hoàn Than có nhá, 65 cân không vừa chị ơi, chị Tông Cách ok em chốt đơn, chị Trung Phương có ạ. Đây chị Nông Cấm màu đen, lấy màu đen đi chị Lương thì ok chốt này, 2028 màu đen. Đây chị ơi, viền rất là đẹp luôn nhá. Đấy chị ạ, viền nó nhã nhặn, nó không bị là lố quá. Đấy chị ạ, Dung Chu có 2028 màu đen, 1m50 mà nặng 55 cân, chị mặc size to to cho em đi. Vì chị thấp ấy, thì tại vì thấp thì các chị nó sẽ bị kéo cái cân nặng với chiều cao nó không được tương đương và xứng với nhau ấy. Ví dụ như là 55 cân thì bình thường là chị cao tầm 1m57-58 thì em lấy chị size XL. Nhưng mà nếu mà chị 55 cân chị cao 1m50 chị lấy cho em con 2XL đi. Ok chị ạ? Đây ạ, các chị nhìn cho em này, 2028 màu đen nhé. Các chị comment luôn cái màu sắc hộ em với ạ. Màu hồng em lên luôn, màu hồng này. Em có màu xanh luôn nhá. Cả 2028 màu xanh. Cái bộ màu xanh với lại cái bộ màu đen thì cái viền quần nó như nhau. Ok, chị Vũ Thơm có, chị Hương Nguyễn có này. Đặt hai đầm dạ không đi chốt á. Đây em lên luôn màu xanh. Có màu xanh nhưng em chưa lên đúng không nhỉ? Màu xanh này các bác nhá. Chị Nông Cấm ok, chị ơi comment hộ em ở 2028 đi ạ. Chị Hoàng chấm 189.000 một bộ. 189.000 đồng một bộ. Ok chưa các bác này? 2028 màu xanh. Được chưa? 2028 có màu xanh mà kèm số điện thoại này. Bộ nào cũng đỉnh luôn.
Thực sự luôn là quá xuất sắc. Chị Hoàng Thị Trung ok nhá. Chị Bùi Tuyết ok này. Chị Nông Gấm có màu đen rồi, 2028 màu xanh. Em không biết nó để chỗ nào luôn. Chị xem ở dưới cái đống áo này không có. Có, với rồi. Không thấy rồi đó. Phong là treo một loạt đây. Hôm nay kiểu máu phong có để cất chỗ nào được không? Thiếu. Chị Hoa đến tổng cho em xem cái đấy bao nhiêu cái. Tổng chỗ kia mà người đó không. Chị Thanh Dũng ok em chốt ạ. Mã 2028 chị nhắc mã này là 2028 cho em với. 2028 màu xanh và 2028 cho em màu hồng này. Em lên tiếp một màu hồng nữa cho các chị mình dễ chọn nhá. Đây màu hồng đây là áo màu hồng và quần đen viền hồng cho em. Và chị theo set ạ. Bộ khóa, bộ đeo khóa cũng là 190.000 chị ơi, bộ đeo khóa cũng là 190. Hôm nay về được rất là nhiều sơ mi với áo phông. Tí em lên sau nhé các chị nhé. Đây các chị comment là 2028 cho em của màu hồng ạ. 2028 màu hồng. Lên các màu các chị mình dễ ngắm luôn. Xanh cho chị Thanh Dũng có ạ. Màu xanh chị Tô Thị Cảnh Minh có mã 2028. Đây màu hồng cho em. Màu hồng này các bác phê luôn. Nhưng mà màu hồng nó chỉ về số lượng ít thôi nhá, không có nhiều. Hồng là hồng đậm đậm chứ không phải hồng phấn. Nó 64 cân thì không vừa chị ơi. 64 cân thì phép bộ này không chốt nhá. Tại vì là không vừa. Chị Hải Yến có 2028 màu vàng của size L này. Size L là bé nhất nha chị nhá. Các chị yên tâm luôn, lúc nào nhân viên em gọi tư vấn là các bạn sẽ hỏi các chị về cân nặng chiều cao để chốt đơn. Đây 2028 trên màu hồng. Cái đơn này 2028 màu hồng cho em. Nâng mông này, ren bụng và rất là tôn dáng luôn ạ. Nâng mông, ren bụng và tôn dáng luôn mà 2028 màu hồng này. Rồi Thanh Dũng ngày mai tư vấn sau chị nhé. 58 cân và 2XL cho em chị nhé. 58 cân và 2X cho em. Được bao nhiêu chị? Hả? Con nó xếp theo mẫu đấy. Rồi chị Thơm Hà ok, chị Anh Nhật ok em chốt đơn 2026 màu xanh, màu hồng size L. Rồi mã này 2028 cho em nhé. 2028 kèm số điện thoại, đây màu hồng, quần dài áo cộc tay. Quần dài áo cộc tay rồi em qua mẫu này. Qua một mẫu tiếp theo. Màu hồng này đẹp này các chị này. Hồng này xinh lắm. Mà trông nó trẻ. Chị ơi 189.000. 189.000 đồng một bộ ạ. Em chốt cho các bác một cái mã này này. Là mã em tri ân. Thấy chưa ạ, tri ân khách hàng. Hôm trước cái áo len mũ này bán là 199 đúng không? Sale là 199.000 đồng. Chị Mai Tài ok chốt đơn này. Chị Lương Thiều có nhá, 2028 này. Ôi, các chị ơi hôm nay về gọi là cái chất của nó toàn là chất đẹp thôi ạ. Màu hồng, màu đỏ ok, 58 cân các chị chốt. Cứ chốt từ 2 bộ trở lên cho em. Tại vì bây giờ bắt đầu vào vụ thôi và đang cháy hàng nhá. Tất cả cái bộ này đang cháy hàng. Và em phải đặt trước đấy ạ, mới có. Nhưng mà tất cả cái đầu buôn những cái hàng này hiện tại là đang cháy. Đang đợi hàng, và năm nay Trung Quốc có làm rất là muộn. Hiền nó ok, Phạm Tình ok, chị Ngân Dương có rồi này, 2028. Kèm theo số điện thoại cho em, đủ màu luôn nhá. Đấy chị ạ, màu vàng này, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu hồng. Áo chống nắng dài 139 này, chị Phượng Cao ơi.
trên cái móc đi nữa. Chị đến nốt trên móc. Ừ, chắc là phải. Nhìn trông ít nữa nhỉ. Rồi chị Nắng Thu ok em chốt đơn. Chị Trang Lê comment màu em với. Chị Bảy Lê comment là mã này 2028 nhá. Em bộ này không phải bộ Saigon New đâu. Bộ này hàng đẹp hơn Saigon New nhá. Bộ này đắt hơn Saigon New đấy ạ. Saigon New là bộ cốt tông, còn bộ này là bộ chất u mì. Chị Mai Mai ok, chất này nó không bị cắn chỉ. Chị Nguyễn Hiền ok chốt 2028 bộ kem bộ xanh. Em qua mẫu này 2028 từ 42-43 cân lên tầm khoảng 60 cân đổ về nhá. 42-43 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Em qua mẫu tiếp theo. Thế cho em qua một mẫu tiếp theo các chị yêu mình này. Lên mẫu có cổ đi nhỉ. Rồi lên tiếp một mẫu có cổ cho em là bộ đẹp. Bộ đẹp hôm nay về thêm. Tại vì hôm qua về hết sạch không còn cái nào, em thề luôn. Hôm qua còn phải thiếu hàng. Trưa nay nó về thêm thì mới đủ. Và bây giờ còn dư ra một ít thôi. Còn dư ra một ít thôi em sẽ lên luôn nhé các chị nhá. Không biết là nó có màu gì nhiều. Không biết là nó có màu gì nhiều. Chị ơi thiếu màu vàng. Thiếu vàng. Nhiều màu quá, 6 bộ có 7 màu cơ, thiếu màu vàng nữa. Chốt là đi đơn rồi chị nhá. Các chị ơi, bộ này tất cả các đầu buôn này hết hàng, không có một chỗ nào còn. Em đã vét tất cả các kho luôn. Nó chỉ còn tầm được hơn 200 bộ. Nó chỉ còn hơn 200 bộ. Mẫu này không biết nó có ra thêm không nhá. Để cho em sẽ lên bộ này luôn. Em... hả? Có XL không? XL. Đấy, còn đang hết sạch đây này. Lên lẻ lẻ sai bộ vàng. Bây giờ nay lẻ sai to rồi này. Các chị lên là bộ này là bộ đẹp và kèm số điện thoại. Ôi, lên thì cứ lên vậy thôi. Hôm nay là vét là không còn đâu đấy. Bộ đen viền vàng. Thì em một bộ đen viền vàng XL. Rồi đen viền vàng và đen viền đỏ cho em nhé. Nó có cả lẫn cả đen viền vàng và đen viền đỏ. Các chị lên là bộ đẹp và kèm số điện thoại. Thấy chưa? Bộ đẹp và kèm theo số điện thoại cho em. Đây các bạn nhìn hàng này. Quá đẹp luôn ý. Hôm nay nhiều chị bị sót đơn này nhá. Thì các chị hôm qua mà không đặt được cái bộ đẹp này, hôm nay các chị vui lòng đặt lại cho em với. Và chia sẻ livestream để không bị ẩn comment. Tránh trường hợp bị ẩn comment nhé các chị nhá. Tránh trường hợp ẩn comment luôn. Bộ đẹp màu đen màu đỏ. Chị ơi bộ này 189.000. Được chưa? Giá của nó là hơn 300.000. Mà bên ngoài người ta bán rẻ nhất là tầm 280. Bên ngoài rẻ nhất là 280. Cái này em bán chạy số lượng thôi. Đấy có nghĩa là lãi suất của chênh với giá xỉ từ 5-8.000 đồng. Chênh với xỉ từ 5-8.000 đồng một bộ. Đây các bác lên cho là bộ đẹp này. Thu Hoàng rồi ok chị. Bộ đẹp cho em và kèm số điện thoại nhá. Bộ này chất xuống lắm, nó không bị cắn chỉ như hàng cốt tông đâu chị ơi. Không bị cắn chỉ như hàng cốt tông rẻ. Đấy, chất này các chị này. Cái chữ cốt tông này là hàng theo cho em nhá. Chị Hải Yến có, em không đọc tên đâu nhá. Tại vì là comment nó trôi rất là nhanh. Em không đọc tên hết, các chị cứ lên đúng cú pháp. Nên là bộ đẹp và kèm số điện thoại trên nó có đơn. Và hôm nay em về là về chuyến cuối.
nếu mà có hàng thì chắc cũng phải 4-5 hôm nữa mới có cơ. Nên ngày mai chị nào mà có lỡ mà có hết cái bộ này thì các bác cũng thông cảm cho em, với hôm nay chị em chỉ về được gần 200 bộ hoặc là trên dưới 200 bộ rồi đấy. Đây màu đen này, có cả đen viền xanh này, đen viền đỏ và đen viền vàng cho em. Nói chung là chỉ khác một cái viền đấy, để chạm nó chỉ khác cái viền này thôi. Có cả đen viền đỏ cho em và đen viền xanh, nó ngẫu nhiên nhá các chị nhá, bên nó làm theo kiểu ngẫu nhiên ấy. Để chạm viền đỏ, viền xanh hoặc viền vàng. Đây là bộ màu đen, màu đen này, để chạm màu đỏ này. Đấy, màu đỏ cho em, áo đỏ quần đen, bộ đẹp trên màu đỏ này. Bộ đẹp trên màu xanh than, là áo màu xanh than và quần màu xanh than. Bộ đấy hôm qua lại có bán đấy ạ. Và bộ đẹp trên màu cam này, màu cam này có ít nhá các chị nhá, màu cam đậm này có ít này. Và bộ trên màu hồng, bộ đẹp trên màu hồng ạ. Bộ đẹp kèm theo màu số điện thoại. Được chưa? Ok chưa ạ? Bộ đẹp kèm theo màu với số điện thoại cho em. Các bác nhanh tay chốt đơn này, nhanh tay lên đơn và kèm số điện thoại trên nó có ạ. Size các chị từng khoảng là 60 cân đổ về các bác nhá, từ 42 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Từ 42 cân đến 60 cân đủ màu luôn. Chị Hồng Gấm ok, à Nông Gấm có, chị Hoàng Vân ok, chị Thị Thu Ngân có này, Tô Thị Cảnh Minh ok, chị Hằng Nguyễn có này, Nắng Thu có, Nguyễn Hiền có này, chị Thảo Nguyễn có, chị Thu Hòa có này, chị Haron có, chị Bảy Lê có, Nguyễn Mỹ Lệ có, Hữu Phát có này, chị Vũ Thơm có này, chị Hải Yến có này, chị Thoa Vinh có, chị ok, chị Thu Hoàng lấy 3 đỏ, 3 hồng, 3 tím, than, 3 đen ok chị nhá. Hà Hòa có đơn. Bây giờ các chị cứ lên cho làm mã hàng 189.000 đồng trên một bộ đẹp ạ. 189.000 đồng trên một bộ đẹp này. Form đẹp quá luôn đấy, thực sự. Quần này còn nâng mông nhá các chị nhá. Nó có cái viền nâng mông luôn. Các chị nào mông sệ này, đấy mặc lên rất là tròn mông luôn. Lên cho bộ đẹp bằng cách số điện thoại. Còn màu xanh mà chị. Ôi quên, hình chưa màu xanh ra hay sao ấy nhỉ? Hay là không còn màu xanh? Đây. Màu xanh có, em quên mất chưa dơ màu xanh đây. Có cả màu xanh nữa nhá. Để cho có size bé hơn không. Bộ đẹp đây có màu xanh nữa em quên nó có cả sót màu xanh nữa này. Đây nhá, bộ đẹp màu xanh. Màu xanh nó chỉ có sót vài bộ thôi ạ. Đấy, màu xanh em chỉ có vài bộ màu xanh thôi. Không còn nhiều đâu nữa, chỉ còn sót 1-2 bộ thôi. Hết hàng rồi, tất cả các kho người ta đang hết sạch còn. Anh Dũng ok, chốt đơn này, chị Trang Vũ có, chị Mến Đặng ok, chốt bộ đẹp này. Bộ đẹp lên đơn và kèm số điện thoại. Ủa các chị ơi, nhìn cái tông màu nó trầm trầm, đậm đậm, nó rất là đẹp luôn. Chị Bảy Lê rồi ok, chị em chốt lại, chị Đồng Thêm ok, chốt đơn. Đây các chị này, bộ đẹp và kèm số điện thoại. Xinh chưa? Chốt được tầm 5 chị. Nói chung là nhiều khi bộ Quảng Châu nó không, cái form nó không lên đẹp như bộ này luôn. Thấy chưa? Em phải nói luôn là cái bộ Quảng Châu em nó bán rất là nhiều rồi, nhưng mà cái hàng này nó còn đẹp hơn bộ Quảng Châu. Cái form nó còn đẹp hơn bộ Quảng Châu luôn. Đấy, mà chất nó không bị cắn chỉ nhá các chị không nhá. Chất không bị cắn chỉ luôn. Lên đâu cho bộ đẹp. Để hai bộ xanh cho chị rồi ok. Thu Hoàng, chị Phạm Thị Thúy có, chị Lưu Lê có, nhất Phạm Nhung có rồi, Đồng Thêm có rồi, Mến Đặng có rồi. Lên cho bộ đẹp kèm số điện thoại. Hoàng Xuyến có rồi, rồi em qua mẫu. Nhưng bộ này nó chỉ khoảng tầm khoảng là bao nhiêu bộ nhỉ? 100 bộ. Không phải, 100 gần 200 bộ đấy. Rồi các bác cứ lên thoải mái cho em, ngày mai chọn size vừa cho em nhé các chị nhé. Hoàng Phạm Thị Thúy có này, chị Ngọc Thành ok. Các chị ơi chia sẻ like, em nhìn thấy rất là nhiều chị không chia sẻ. Thì ngày mai mà lỡ nó bị ẩn comment mà cái phần mềm nó không lọc được cái comment ẩn nhá, các bác thông cảm cho em với. Không ai bảo là ngày mai là lại là bảo là chị chốt buổi tối hôm qua, tại sao không phải gọi chốt đơn. Là những chị mà không chia sẻ thì thường nó hay bị ẩn comment lắm. Chị Bùi Tuyết ok, chị Mai Tài ok, chị Nguyễn Thúy ok, chốt bộ đẹp này. Chị Loan chưa có thể đọc tên, nhưng mà đến lúc mà phần mềm đọc comment là những comment ví dụ bị ẩn một vài chị nó sẽ không hiển thị lên đâu ạ. Chị Quỳnh Anh em, một bộ này là bộ đẹp 189.000. Bộ đẹp 189.000 đồng một bộ, em lên đơn này. Đó các chị nhìn cho em, siêu xuất sắc luôn. Em dơ lại mở một lần nữa xem qua mẫu nhá. Màu cam đất, màu cam đậm này em chỉ còn sót vài bộ thôi. Đúng không? Màu này em chỉ còn sót được 3-4 bộ thôi ạ. Hôm nay mạng kém quá à. Em không biết tại sao luôn ấy. Đây màu cam cho em. Màu hồng này. Màu hồng chỉ còn sót ít thôi nhá. Màu hồng cho em còn sót ít thôi. Mã hàng cho là bộ đẹp trên màu hồng. Bộ đẹp trên màu xanh than ạ. Ok chị ạ, bộ đẹp trên màu xanh than này. Các chị nhìn màu cho em. Bộ đẹp xanh than. Bộ đẹp trên của màu đen. Đấy, đen nó có rất là nhiều viền. Tất cả các màu này đều có viền khác nhau luôn ý. Đấy, bộ đẹp trên màu đỏ này. Bộ đẹp màu đỏ này. Bộ đẹp trên màu xanh lá. Đấy chưa ạ, bộ đẹp màu xanh lá, các chị chọn màu cho em nhé.
Tất cả anh em có 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 màu. Tất cả anh em có 7 màu. Ok chưa? Tất cả có 7 màu. Các chị nhìn màu lại cho em một lần nữa xem qua mẫu nhá. Đấy, nhìn màu cho em một lần nữa xem qua mẫu này. Màu nào xinh đúng không ạ? Các chị rất là khó chọn luôn. Em nghĩ là các chị khó chọn. Tại vì bảng màu này màu nào mặc lên cũng đẹp. Màu nào mặc lên cũng đẹp luôn. Bộ đẹp kèm số điện thoại nhá. Rồi em qua mẫu luôn. Lên áo sơ mi nhá các chị ơi. Em lên áo sơ mi luôn. Rồi chị ơi. Em đau bụng quá. Em lên áo sơ mi nhé các chị nhé. Sơ mi hàng xịn, hàng Quảng Châu luôn. Chất này mặc cực thích. Đây bác này. Sơ mi hàng xịn sò luôn. Ok chưa? Cái hàng sơ mi là hàng sơ mi ren đính đá. Hôm qua chị đặt cái gì đấy chị Phương Mai ơi. Chị Phan Nguyệt ok, chị Hà Hòa ok, em chốt này. Ôi các bác ơi, nhìn cho em một con áo sơ mi cộc tay này. Được chưa ạ? Sơ mi cộc tay cho em. Đúng rồi, size M với size L. Các chị yêu lên cho là mã gì ạ? 8169. 8169 và kèm số điện thoại. Ok chưa? Em mặc thử các bác mình ngắm luôn nhá. 8169 cho em. Chị Ninh đấu ok, chị Thùy Vinh ok, em chốt đơn. Tí em sẽ lên cả bộ quần ngố nữa. Quần ngố, hôm nay quần quần dài em về được 2 mẫu. Và quần ngố em về được tầm khoảng là 4 hay 5 mẫu. Đây sơ mi cho em. Hả? Sơ mi đẹp chưa? Nhún ngực nha. Gen cho em cái phần này gen đính đá này. Mã này mã gì nhỉ? Em vừa đọc khỏi mồm xong em lại quên mất. 8169 ạ. Quần em mặc 100.000 một quần. Quần Betty. Đây chị này. Mã này mã 8169 là áo nhá các chị nhá. Áo sơ mi hàng Quảng Châu. 8169 lên đơn cho em có size L và XL. Em chốt cho các chị tầm khoảng là 45 46 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về em lên đơn. Ok chị ạ. Dưới 60 cân đổ về các chiêu nhá. 8169 cách số điện thoại cho em. Sơ mi dài tay chưa có về hàng, em chỉ về trước sơ mi cộc tay thôi ạ. Em tặng các chị mức giá là 139.000 đồng. 139.000 đồng một sơ mi hàng Quảng Châu. Xịn sò luôn đó các chị yêu như này. Bên trong nó sẽ có một cái túi xách tay đi kèm nhá các chị nhá. Chuẩn xịn luôn, nó co giãn cái chất này, nó thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và nó không bị lộ hở cúc ngực luôn các chị nhìn cho em này. Không bị hở cúc ngực nhá, tại vì cái phần này nó có nhún. Cái phần nó có nhún này. Đấy mặc nó rất là thoải mái luôn. Không về được số lượng nhiều. Mã này em về được trước. Mã 8169 ạ. 8169 cho màu trắng này. Chị xem cái màu đen, màu hồng là mã gì thôi. Tám một sáu chín ok chị Vũ Phương Bắc. Size L là bé nhất chị ơi, em có hai size là LXL nhá. Chị Mảy Lê có này, chị Thu Hà có, chị Phương Chi Lê có này, chị Ngọc Mai ok, em chốt đơn 8169. Lên đơn hàng cho là 8169 và kèm số điện thoại cho em sơ mi cộc tay và đính đá. Ok, chọn sơ mi cộc tay đính đá. Cái này các chị mặc quần Becky, mặc quần bò, nói chung là rất là dễ phối đồ. Liên sương mi trắng các chị rất là dễ phối đồ. Quần Becky 10 cái ok, chị Thông Cubic này. Lên đơn cho là mã 8169 và kèm theo số điện thoại cho em. Rồi chị Hoa Phạm ok, chốt 8169 cho em màu trắng này. Các chị ơi lên nhanh tay nhé, tại vì sơ mi em chưa về được số lượng nhiều. Sơ mi hàng Quảng Châu này chưa về số lượng nhiều. Còn riêng hàng xưởng lúc đặt 2 hôm là có thôi. Nhưng mà riêng sơ mi này nó phải đặt trước nửa tháng. Để chị em đặt trước nửa tháng, 1 tháng mới có. Chị cho em cả bộ em, chị đang mặc đi rồi ok. Chị cứ là quần Becky đi, quần Becky kèm số điện thoại. Hoặc là áo này là áo 8169 nhá, 8169 cho em màu trắng.
8169 của màu trắng mà kèm theo số điện thoại. Lên nhung chữ có rồi em yêu. Trời ơi, lúc nãy em đã bảo rồi, tí nữa em tặng các chị một cái mã này. Gọi là các chị mong mỏi rất là lâu ấy, hôm trước về được 100 cái bán không bỏ bền gì. Phạm Tuyến ok, có màu khác không? Em có màu hồng, màu đen, em có cái mã nó hơi khác một chút. Chị Oanh Oanh rồi ok. Khu Tây Xiêm Tạ ok, chị Nguyễn Duyên ok, chốt 8169. Chị Lê Thị Bình rồi ok, em chốt đơn này 8169. Chị Hoàng Thị Dung ok, chốt đơn 8169. Đây, 3.000 cho em này. Quần baggy nó mới rộng rộng này chị này, em mặc size S này. Chị Phan Nguyệt có nhá, 48 cân có vừa, size nhỏ cho em. Mỗi em chốt đơn các chị khoảng là 45 46 cân đổ lên đấy. Size LXL 45 46 cân đến tầm khoảng là dưới 60 cân. XL các chị dưới 60 cân cho em. Đây có màu hồng luôn, mã này là mã 8935 màu hồng nhá. 8935 của màu hồng. Em lên màu hồng luôn này, phòng tiết Huyền Trần có, chị Trang cũng có này. Có sơ mi kiểu chưa, có sơ mi kiểu chị ơi, tại vì em chuyên là hàng sơ mi công sở là nhiều, còn sơ mi hàng kiểu em ít. Hàng kiểu em ít. Chị Nguyễn Duyên ok em chốt, chị Loan Hà có này, bác nào lấy hồng comment luôn, tại hồng em có ít thôi nhá. Hồng em về ít hơn. Em chủ yếu là có về màu trắng thôi. Lên màu khác đi rồi ok, lên màu hồng này. Mã này là mã gì ạ? 8935 chị ơi. 8935 139 ạ, 139.000. Toàn bộ hàng hai mác cho em. Mã 8935 màu hồng. Dáng này dáng eo hết đấy các chị nhá. Toàn bộ dáng này dáng eo cho em mà chất nó rất là mát. Viền ren và đính đá cho em. Viền ren đính đá mã này 8935 màu hồng. Quần đang mặc 100.000 chị ơi, quần baggy 100.000. Baggy nhà em thì có nhiều hình khác nhau thôi, chứ còn chỉ có một kiểu và nhiều hình khác nhau. Đây là mã 8935 cho em màu hồng nhá. 8935 màu hồng và kèm theo số điện thoại. Thấy chưa ạ, màu hồng này rất là đẹp luôn, trông nó trẻ trung. Đấy, mặc siêu tôn da luôn. Nhìn mặc cái mẫu này da nó trắng cực kỳ luôn này. Đây là 8935 nhá, gen cho em. Tất cả là gen đính đá. Gen đính đá cho em. Và phần rốn ngực cho em rất là xinh luôn. Để cho nó tạo cái cảm giác là mình không bị lộ cúc ngực. Nhiều khi các chị mặc là sơ mi là sợ nhất là bị lộ cúc ngực đúng không ạ? Đây chị này nó không bị banh cúc ngực ra luôn. Mã này hôm nay là 8935. Em có xa các chị dưới 60 cân nhá. Ok chưa ạ? 46, 47 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn mã 8935. Chị Bảy Lê rồi ok em chốt đơn. Đấy chị ạ. Chị đây Nguyễn Huyền có này, có màu đen chị ơi. Cương Quỳnh rồi ok em chốt này. Mã 8935 em chốt cho chị gì đấy ạ? Chị Loan Hà có mã 8169, chị Nguyễn Duyên có rồi. Mã 8935 màu hồng. Đấy chị ạ, 8935 của màu hồng mà kèm số điện thoại này. 100 củ hoa ơi giật mình. Mã này là mã 8935 139.000. 139.000 đồng một áo ạ, đây chị ơi. Màu đen, chị xem ở trong kia nó trong cái gì. Chị ơi, 139.000 một áo cho chị hai cuốn baggy ok chị Như Ngọc nhá. Bác là chốt màu hồng, các bác lên hồng cho em. Đây lên màu đen này. Được chưa, em lên màu đen của áo sơ mi nhá. Màu đen nói chung là mấy màu có ít. Được chưa, màu đen cho em này. 869. Em bắt lên nhá. Cuốn baggy ok chị Yến Như. Đơn lúc trưa nếu mà gọi điện chốt đơn mà đi đơn rồi là không dồn được. Chị Lê Thị Bình ok cũng chốt mã 8935. Đấy bác nào chốt comment là mã 8935 mà kèm số điện thoại ạ. Em lên màu đen này. Đây các bác nhìn cho em này, hàng này. Cao cấp cực kỳ luôn. Nhìn tag mark cho em nhá. Mã này các bác mua ngoại trường ít nhất phải tầm là 280. Để chị ạ, rẻ, rẻ thì tầm khoảng 250-280 dao động như thế. Em chui cho nó nhanh vậy. Mã này có LXL. Màu đen, trời ơi các chị nhìn gen cho em này. Gen đá cho em nhá. Mã này comment là mã gì ạ? 8969. 8969 ạ. 8969 nhá. Chị Thúy Nguyên có này, ok chị. Mã này lên cho là mã 8969 ạ. Và kèm theo số điện thoại. Ôi màu đen này. Màu đen này có rất ít. Mã 8969 cho em.
139.000. Ok chưa, lên đơn nhanh tay này các chị ơi. 139.000 đồng một áo sơ mi đen cho em này, đính đá và ren cho em nhé. 139 mã 8969. Size các chị yêu từ khoảng là 45 46 cân đến dưới 60 cân. 8969, trời ơi đẹp quá này, màu đen này. Sò dã man luôn. Mã 8969. Chị Thu Hoàng có, chị Bảy Lê ok, chị Hà Hòa, chị Ngô Thư Nguyễn ok, em chốt đơn 8969 các chị yêu comment luôn cho em này. Đây. Lên form cực kỳ là gọn luôn. Em treo cái màu đen này đẹp quá này các chị này. Em thề luôn. Rất là tiếc là không có nhiều màu đen. Chị rất tiếc là không có về nhiều màu đen luôn ý. Mã 8969 cho em. 8969, comment nhanh tay cho em với ạ. Chị Nông Gấm ok, chị Bùi Thị Phương, chị Vương Nguyền, chị Nguyễn Thanh Hà ok, em chốt đơn. Mã 8969, chị Hoa Phạm, chị Phương, chị Lê này, chị Hà Hòa có này, Bảy Lê có này, chị Thu Hoàng có, chị Như Ngọc, chị Ngọc Thành ok, Bùi Thị Phương có đơn. À, chị Hồng Anh chốt mã 2028, chị Phương Đinh có này, chị Như Ngọc có này, Tô Thị Cảnh Minh ok, chốt đơn hàng mã 8969. Đây hàng chị đây, các chị nhìn qua chị biết. Các bác nhìn qua cái quy cách đóng hàng các chị biết này. Để nhìn qua cái túi là chị này. Đấy chị ạ, nhìn qua cho em mã 8969 nhá. Bây giờ em lên cho các bác một cái mã áo không cộc tay nữa. Mà hôm nay bác nào mà chưa chốt được ý, hôm nay phải nhanh tay cho em. Tại vì đơn tối qua em chốt là không còn một cái nào. Cho em một mã chị ơi. Chẹo trên kia kìa. Không. Rồi em qua mẫu nhé, một bộ mẫu đen có ít. Chị Hồng Anh rồi ok. Áo co giãn mà chị, chất co giãn chứ. Sơ mi nó phải co giãn mặc nó phải thoải mái ấy chị. Áo em mặc 139.000 một áo. Sơ mi của nó là hàng Quảng Châu và đính đá. Gen. Xem các bác xem một cái hàng BT này, cái hàng nào xem có nhiều nhiều. Xem hộ em cho nó phân cái mẫu ra chưa kia với. Cái hàng BT này xem có. Cái con này nó đéo biết sắp hàng cái gì cả. Chị bốc em cái màu đen xem nó có hai mẫu đấy. Xem màu vàng BT có đúng không? Đây chị là mẫu này mới về thêm đấy. Màu vàng BT có này. Đây ạ. Bán mẫu BT chưa nhé? Bán mẫu BT nhá. BT xem có những màu gì vậy? À BT màu đen đấy. ML hay size? Chị xem em có mẫu nào có XL không? Có nhìn xinh. Có ML đâu. Nó xếp, tôi cứ thấy màu vàng, nó xếp màu vàng mà. Đây. Các chị lên chuyển mã phông 1 nhé các chị nhá. Phông 1 và kèm theo số điện thoại cho em. Toàn bộ viền hãng cho em như này. Chất xịn xò luôn, rất là mát luôn. Đấy, vợt được sale các bác nhá. Hàng này là hàng em nói là hàng vợt giá sale. 4 màu. Đấy chạm, có tất cả mẫu này em có 4 màu. Các chị yêu lên đơn cho em nhanh tay nhá. Mã này em chỉ có tầm khoảng là 50 cái thôi. 5-70 cái, 50-70 cái. Mã phông 1 cho em, màu này em gọi là màu hồng đất ạ. Màu hồng đất cho em. Đấy, mã này các chị comment là mã phông 1 cho em màu đen, phông 1 cho em màu xanh và phông 1 cho em màu vàng. Có size các chị yêu dưới 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân em có size vừa nhá. Size ML 2 size. Size M và size L 2 size và toàn bộ là hàng phông Quảng Châu cao cấp. Đấy chứ ạ, toàn bộ là hàng phông Quảng Châu cao cấp. Các bạn nhìn cho em này. Em tặng các bác 179.000 đồng lên đơn. 179.000 đồng em cho lên đường mã này. Giá này em còn được sale nhá. Nói nhỏ các bác là em còn được giá sale. Chứ còn bình thường là xỉ của nó đã xỉ 175 rồi. Xỉ 175. Có em bán lẻ các chị có 179.000 đồng. Các chị lên nhanh tay cho mã phông 1 kèm theo màu với số điện thoại. Phông 1 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em màu vàng này. Phông 1 kèm theo số điện thoại cho em của màu gì ạ? Màu hồng đất. Các chị có mẹ là màu hồng được. Màu hồng được cho dễ nhá. 179.000 đồng. Màu đen này, viền tất cả các viền hãng này không bao giờ lỗi mốt. Đấy chứ ạ, tất cả các viền hãng này không bao giờ lỗi mốt luôn. Mã này các chị coi mình là mã phông 1 kèm theo màu số điện thoại cho em, tất cả cổ bọc viền như này cho em này. Phông này đanh và chắc chất,
mặc nó càng mặc càng giật càng lì. Đấy chứ ạ, phải nói là càng giật càng lì luôn. Còn bộ giấy tay không em hết rồi chị ơi, bộ giấy tay hết. Chị Oanh Oanh ok chốt 8169. Cúc Họa Mi rồi ok chốt màu hồng đất. Mà em thử lên cái màu hồng đất nhá. Cái hồng đất thì như là có một chuyến em về hàng mà không còn một cái nào. Sang ngày hôm sau là không còn cái nào đấy. Bây giờ em về được thêm một ít của màu hồng đất thì thôi. Rồi chị Bảy Lê có nhá. Đây các bác lên cho màu hồng đất này. Rồi chị Con Đường Lạc Lối. Áo da còn nhá chị Hảo Bích ơi, nhưng mà lẻ sai rồi. Phong Bột màu hồng đen rồi ok chị gì ạ? Chị Vũ Thơm này. Quần em mặc 100.000 một cái. Các chị phối hợp với quần Becky và quần bò cũng rất là đẹp luôn này. Áo này, áo phông nhá. Nói chung là các bác mặc với quần bò thì áo phông mặc quần bò nó sẽ đẹp hơn. Mai alo chị tầm 10 giờ bữa trở đi nhé. Con, cả con phải học bài. Là sao chị? Học bài điện thoại á. Em gọi điện thì không biết là gọi được tầm mấy giờ. Chị là gọi vào đúng cái giờ đấy. Chị không biết là ngày mai như bên em nó có làm được không. Đinh Hương có ok cho các chị đi chơi màu hồng đất này. Màu này màu mới của năm nay. Thế chị ạ, quần em mặc là 100.000. Nó là quần Becky 100.000 một quần. Áo là 179 ạ. Áo là 179.000. Thế các chị gái nhìn cho em này. Phong Một màu hồng đất. Chị Hà Hòa rồi ok. Chị Ngọc Thành ok em chốt đơn. Cúc này từ cái cúc của nó cũng theo cái viền cổ luôn nhá. Cái cúc của nó cũng xịn này. Đấy, cúc theo cúc hạng luôn. Viền Mercury cho em này. Thế chị ạ, tất cả cổ bọc viền hết cho em rất là sang luôn. À, cho chị xin mã tài khoản nhé shop. Chị ơi số tài khoản của em đều ở trên trang cá nhân hết rồi. Chị Duyên Trang ok em chốt đơn. Cái form nó lên rất là gọn người luôn. Form nó không bị dài quá và không bị ngắn quá. Chị là Bùi Thị Phương ok em chốt đơn. Chị Lê có con mã 8 8 gì 69 kia. Chị là Diên Ngọc ok em chốt này. Chị Thu Lò rồi ok em chốt phong hồng đất. Phong 1 đi chị nhá, phong 1 hồng đất cho em. Phong 1 hồng đất này, phong 1 em có màu đen nữa. Đen xanh vàng với hồng đất. Đấy chị ạ, đen xanh vàng và hồng đất cho em. Màu đen có đúng không? Màu đen có hàng này. Màu đen về lúc nào bị cháy thì màu đen là cái màu cơ bản và màu truyền thống. Nói chung là nó sẽ có đủ màu. Đấy chị ạ, đủ màu và đủ size các chị. Đủ màu đủ size luôn các chị này. Xịn nha các chị yêu nha, xịn sò luôn. Phong 1 và kèm số điện thoại. Quần 60 cân có size vừa chị ơi. Có size đến 68 cân ý. Có size đến 68 cân, 65, 68 cân. Đây áo cho em mã 01 này. Tô Thị Cảnh Minh ok. Ok chị Nông Cẩm, chị Bụng Sơm có. Chị Lê Khoan ok chốt 01 của hồng đất. Bác nào chốt 01 trên màu đen. Màu nào lên xịn. Riêng 4 màu em chọn là 4 cái màu mà gọi là siêu đẹp. Đây màu đen cho em. Đinh Bảo Châu, chị Lê Toan ok, chị Ngô Thương Nguyễn ok em chốt đơn. Phong Bột cho em màu hồng à màu đen này. Quần em mặc là quần Becky mà chị. Quần dáng Becky ý, bên trên nó thụng bên dưới nó ôm. Đấy chị ạ, bên trên thụng bên dưới ôm như này cho em này. Phong Bột cho em quần chất tại u mì chị ơi. Áo là chất cốt tông. Cốt tông của nó là cốt tông non cho nên là cái chất của nó rất là mát. Đấy. Rất là mát và nó không bị cắn chỉ. Nó không bị cắn chỉ đâu ạ. Càng giật càng lì. Càng giật nó càng lì luôn. Bác nào chốt màu xanh các bác lên cho là phong 1 trên màu xanh nhá. Chị Như Ngọc ok chốt phong 1 dồn đơn này. Phong 1 trên màu xanh đi. Màu xanh này rất là mát luôn. Nhưng mà số màu xanh này số lượng nó có ít nhá các chị nhá. Màu xanh số lượng có ít. Đây. Hả? Hồng đất là cái màu lạ lạ ấy. Thế này mình sẽ lấy nhiều hơn. Không có tiền để mua. Đây màu xanh cho em. Rồi cuối livestream em tặng các chị một cái món gọi là, người ta bảo là rét tháng 3 và giá chết cóng, có nghĩa là vẫn còn rét, vẫn còn mấy đợt rét nữa cơ. Dạ, và cái mã này thì hôm nay gọi là em săn sale được rẻ hơn. Chị Nguyễn Tươi ok, có các bác có lên là phong 1 và kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Thanh ok, Trần Hiền ok. Phong này 179.000 hàng cao cấp chị nhá. 179.000 đồng hàng phong hãng cho em. Ok chị ạ, lên bộ đi à, tí em lên bộ tiếp. Hôm nay về rất là nhiều bộ luôn. Nó gần 1.000 bộ em phục vụ các chị cơ mà. Các chị cứ thoải mái đi. Trần Hồng ok em chốt này. Chân váy đi không có loại em không chưa có chân váy chị ơi. Quần bao tiền, quần 100.000 một quần. Quần 100.000 một quần cho em. Rồi. Lên tiếp một cái mã này. Áo này 179.
cái món đá đá dây dây này đi. Các bạn này thích thì phải mặc với lại quần trắng nhỉ. Quần trắng mà đi với áo đá rất là đẹp luôn. Rồi chị Quách Thảo ok em chốt, chị Phương Đỗ ok này, chị Nông Thu Bích ok chốt phông 14 màu này. Chất này sướng lắm chị Nông Thu Bích ạ. Mà với lại bây giờ là còn bao nhiêu cái em vét hết. Cho nên là cái giá này là giá được sale nhá. Chứ còn bình thường thì các bác đi nhập hàng mà nhập vào xỉ 175 rồi. Em nói luôn là công khai là xỉ 175 ấy. Còn hôm nay em vào được sale thì chắc chắn là khách sỉ sẽ được bớt. Khách sỉ sẽ bớt được nhiều hơn một chút. Đây chị nhìn cho em con áo này, hàng cao cấp nhá các chị nhá. Con này nó là hàng của FT3. Đấy chị, hàng của FT3 cho em. Các chị lên đơn hàng quay là mã gì ạ? Gen sao cho em. Mã gen sao và kèm số điện thoại này. Eo ơi, sang chưa? Các bác ơi. Đây các chị mà mặc lên mấy quần trắng hoặc quần bò trông nó rất là sang luôn. Nhưng mà thôi em mặc như này cho nó gọi là cho nó. Đây là em đang trong một cái tình trạng mà gọi là nó bình thường nhất nhá. Nếu các chị phối hợp với lại một cái quần trắng hoặc là quần bò trông nó cực kỳ đỉnh. Đằng sau này, món này có hai size là size M với size L. Hai size ML 40 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ với em chốt. Đấy chị ạ, 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn. Con này gen đính đá cho một đá rất là chắc với sáng luôn. Đấy chị ạ, mã này các chị coi là mã gen sao 60 cân thoải mái. Giang Ngọc Yên nhé, 60 cân thoải mái cho em. Ok chưa ạ? 159.000 đồng. 159.000 đồng một áo gen sao. Các chị lên nhanh tay cho em mã gen sao và kèm tối thoại. Quần bao nhiêu chị ơi, quần 100. Lên mã gen sao cho em này. 159.000 một áo á. Hàng FT3 hàng cao cấp nha. Size ML chị ơi, có 2 size. Hàng 2 lớp cho em phải 1 lớp đâu ạ. Chứ là các chị mặc nó không bị hở. Cái gen này trông rất là sang luôn. Đấy các chị mặc với lại phối hợp với quần trắng hoặc quần bò rất là đẹp luôn. Đây là mặc với lại quần, đang là quần vải Becky này. Em đang lười thay mẫu ra ấy. Để cho em đang lười thay mẫu ra. Chị Phan Ngọc ok, chị Bùi Thị Phương ok, chốt gen sao này. Cái là đá cườm cho em nhé. Tất cả cái viền cổ là đá cườm. Và đằng sau của nó là gen. Để chị gen đính đá cho em này. Không bị hở các bác nhá. Vừa sang lại không bị hở gen, không bị hở đằng sau quay áo luôn. Đấy nó chưa đến quay áo con nhá. Nó trên quay áo con các chị mặc nó không bị hở. Ok chị ạ, gen sao và kèm số điện thoại. Đấy chị ạ, Ban Quỳnh ok em chốt. Chị Minh Lý này, chị Trang Triệu ok chốt đơn. Chị Đăng Hường ok này. Càng xem càng nghiện ok, cảm ơn Thanh Dũng nhá. Ủa, đã lên fan cứng rồi cả. Chị Ngọc Thành ok em chốt đơn hàng. Đấy, các chị cứ đặt hàng nhiều nó sẽ lên fan cứng. Là một cái huy hiệu mà cực kỳ là nổi bật luôn. Thanh Dũng ok, chị Nguyễn Thùy ok, Giang Yên có này. Quần bao tiền chưa, quần 100.000 một quần. Nguyễn Tươi ok chốt đơn gen sao. Chị Thủy Trường Tiến ok chốt đơn gen sao này. Các chị cứ lên là gen sao và kèm số điện thoại cho em nhé. Đẹp lắm đi các chị ơi. Thì là đỉnh luôn, mã gen sao cho em. Hàng của FT3 là các chị đã biết cái chất của nó rồi đúng không ạ? FT3 các chị đã biết về chất lượng rồi. Mã gen sao cho em. Mã nào mặc liệu xinh. Ở trạng đây mới đầu vụ thôi. Đấy. Từ bây giờ các bác sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều sản phẩm. Hàng đẹp và hàng cao cấp. Mà giá cực kỳ là vừa tiền luôn. Rồi bây giờ cuối live stream nhá. Lên cho các bác một cái món này phục vụ này. Lên áo len nhá. Thấy chưa? Áo len len nhung. Áo len nhung đi. Cho em một cái quần sóc ở trong kia vào. Len nhung về còn chưa kịp phân mẫu ra. Vẫn còn rét. Thấy chưa? Hàng này em bán rẻ là 279.000 lần trước. Quần nào cũng được. Đấy đây đây con em quần đấy cũng được. Rồi, lên quần sóc nhung cho em. Quần sóc da. Ok chưa? Em lên các chị yêu một cái mã gọi là cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà mã này em về chuyến nào em thề luôn. Không biết tại sao. Nhưng mà chắc là chất nó đẹp. Nên là form nó đẹp cho các chị. Các chị yêu em thì phải. Thì vì em về chuyến nào cũng bị hết hàng. Rồi em qua mẫu gen sao. Các bạn chưa hiểu mẫu gen sao quá. Hiện tháng lương có đủ không? Ok, trừ. Hiện tháng lương có đủ tiền mua không?
Chị ơi, chị xem cái này em có nhiều không? Vâng. Chị để giúp em xem cái mã này có nhiều không? Quay lại chữ bé này, có chữ bé này xem có bao nhiêu cái không em? Lên sau là 159. Có đấy. Có. Mã này có mấy màu chị xem luôn em nhé. Có rêu này. Rêu này. Rêu hồng này. Rêu hồng mới có màu đỏ. Chứ chỉ có rêu với hồng chắc đấy. Chỉ có rêu hồng thôi. Rồi. Rêu với hồng. Các chị comment là nhung mũ hồng cho em với. Nhung mũ. Nhung mũ này là nó có mấy mẫu nhỉ? Có 3 màu này. Nhưng mà chỉ lẫn nổi 3 màu. 3 màu. Xanh non một màu. Xanh xanh dương này, xanh lá đậm này, xanh rêu ấy, xanh dương, xanh rêu với màu hồng. Xanh rêu, xanh dương, màu hồng cho em. Mã này chưa được các chị từ khoảng là 42 cân đổ lên nhá, 41, 42 cân đổ lên. Cho đến tầm khoảng là 63, 64 cân đổ về cho em. 63, 64 cân đổ về em chốt đơn. Hôm nay em tặng các bác là 189.000, nhanh tay cho em nhá. Em chỉ có đúng 100 cái thôi. Và cuối live mới dám lên. Để xem cuối livestream mình dám lên, các chị lên nhanh cho em là mã gì ạ? Nhung mũ. Nhung mũ 1 cho em đi, nhung mũ 1 có kèm số điện thoại. Nhung 1 em có 3 màu nhá các chị yêu nhá. Nhung mũ 1 em có 3 màu luôn. Màu rêu này. Có màu rêu này, màu hồng này và màu xanh xanh dương. Xanh dương, ủa xanh dương có mỗi một cái lẫn vào đó chị Hoa phải không? Làm gì có. Có là không mỗi cái đâu. Chỉ có sót mỗi một cái xanh dương thôi. Có, đây chú ý là có màu xanh rêu với màu hồng nhá. Một hai cái gì đấy. Màu rêu màu hồng, còn xanh dương em chỉ có lẫn một hai chiếc thôi ạ. Các bác lên cho em là mã gì ạ? Nhung mũ 1. Nhung mũ 1 và kèm số điện thoại, lên thổ em hết sạch rồi chị ơi. Không còn một cái lên thổ nào. Đây các bác lên là nhung mũ 1 và kèm theo số điện thoại cho em. Nhung mũ 1 kèm số điện thoại là nhanh tay có thì mã này em chỉ về được đúng một chuyến phép kho và có đúng tầm 101 cái. 101 cái. Chú ý là có 2 màu. Được chưa ạ? Chị Cảnh Lê có, chị Phương Phạm. À có đúng không? Rồi ok, thì có 3 màu. Để cho em thêm cái mắc với 189.000 đồng một áo đi. Này bán như này, những chị mà chưa nhận được hàng này có lẽ là các bác hơi chạnh lòng. Tại vì hôm nay là em bán rẻ hơn một tí, được không ạ? Một chuyến là chuyến vét kho nhá. Chuyến là chuyến vét kho luôn. Chất len nhung cho em mặc siêu ấm luôn. Bác nào đã nhận len nhung của em rồi cho em xin một cái phản hồi rồi. Giá cả con này ngoài chứ các bác mua không bao giờ có mấy 300.000 đâu. Nhưng mà các chị là 280 ở trong vụ thì bên ngoài người ta phải bán tầm khoảng trên 300.000. Được chưa? Em tặng các chị 189.000 đồng một len nhung mũ màu xanh. Màu xanh em có màu xanh rêu nhá. Màu xanh rêu, xanh dương và màu hồng cho em ạ. Chị Đặng Minh HT rồi ok có. Chị Đặng Dung có ok em chốt đơn này. Nhung nhung có quần Becky này. Các chị lên đơn cho em. Mã nhung mũ kèm theo số điện thoại ạ. Màu xanh dương. Được chưa ạ? Màu xanh dương cho em. Màu xanh em có 2 màu xanh nhị nhá chị Đặng Dung nhá. Ok em chốt này. Đây. Các bạn nhìn màu cho em này. Màu nào cũng đẹp đúng không ạ? Màu nào cũng đẹp luôn. Mã nhung mũ và kèm theo số điện thoại cho em. Áo ren có 61 cân chị nhá. Áo ren có size của 61 cân nhé. Nhung mũ cho em của màu xanh dương này. Bây giờ rẻ quá. À, trong Tết mua 270 đấy, chất giày dạng đẹp lắm hết cả các chị nhá. Thôi. Áo phao trần kia bán đi em, hàng chị Hoa giờ chị bán chị thích mua giá bao nhiêu tiền? Hàng ấy hàng của ai ấy. Bây giờ chị thích giá bao nhiêu tiền được? Màu nào, mẫu nào cũng thích, em cảm ơn chị nhá. Chị lên dấu ok em chọn đơn em màu xanh của nó là xanh dương cho em. Xanh dương cho em len nhung mũ này cực kỳ là ấm và mặc lên các chị bằng cái quần bó cũng đẹp này. Mặc cái chân váy cũng xinh. Mặc quần sóc ra như là mặc cái chị này. Hoặc là mặc quần sóc ra cũng đẹp. Thiết bùi có như chị Lê có ok em chốt đơn nàng ạ. Nhung mũ này và kèm số điện thoại. Áo ren em đọc mã rồi thì chị. Áo ren sao ấy chị. Thế em mặc lấy ren sao ấy chị ơi.
chị Lê Hoa có này. Chị Vũ Thị Hạnh comment luôn màu em với mã kèm theo số điện thoại cho em với nhá. Đây là màu của nó là màu xanh xanh dương. Ok chị Phương Dinh này. Kể cả bây giờ các chị mua về các chị chưa mặc. Sang năm các chị mặc được. Hoặc là bây giờ đến tháng 3 nó vẫn còn rét. Tháng 3 vẫn còn rét. Mà em đảm bảo cái giá này các chị mua ngoại trường không bao giờ có. Giá này các bác mua ngoại trường không bao giờ có. Giá là giá sale nhá. Chị Hồng Nhung rồi ok em chốt đơn. Nhưng những màu xanh dương này có 189 thì đồng em đố các chị mua ở ngoại trường luôn. Giá nhập vào không được. Giá nhập vào không được. Ok chị ạ, 189.000 đồng. Để mà vào trong vụ vẫn giá 280. Vẫn giá 280. Em thử cái màu rêu luôn nhé. Bên mẫu khác có đỏ đô. Đây màu rêu. Đây nếu không được vết vết thì bán hơi sướng. Màu xanh rêu ạ. Nhung mũ cho em màu xanh rêu. Đây chị này. Nhung mũ này, nhung mũ 1. Chị Duy Đông Nguyễn ok em chốt đơn. Chị Tạ Phan có này. Chị Bảy Lê có xanh dương với hồng thì ok chị luôn. Đấy nhung mũ. Chị Hồng Nhung có màu xanh dương này. Chị Vũ Thị Hạnh có gen sao này. À, chị Dung Chua ok chốt áo len màu xanh dương. Mỗi nhung mũ màu xanh dương nhá. Áo len nhung mũ và kèm số điện thoại. Đây các chị nhìn chất cho em này, chất dày dặn nó đanh lắm ý. Thấy chưa? Thời tiết lạnh các bác mặc cho em con áo giúp nhiệm bên trong mà mặc thêm con áo khoác áo len mũ này bên ngoài là thoải mái ấm rồi. Năm nay em bán rất là nhiều cái mẫu này rồi. Tối qua là chuyến này là chuyến về cuối là giá sale thôi ạ. Chuyến về cuối là giá sale nhá. Rồi em qua mẫu này. Lên tiết đồ bộ được không ạ? Đồ bộ nha em vẫn về thêm. Về tiết được một mẫu nữa này chị ơi. Cho cái mẫu kia kìa. Sport ấy. Trời ơi, sport đây. Bây giờ mình nhớ ra là cái mẫu sport này. Có đỏ nữa chưa lên chưa rơi màu đỏ. Rồi, lên tiếp một mẫu bộ nữa nhá. Chị Nguyễn Nhi rồi ok em chốt đơn. Mã len nhung mũ và kèm số điện thoại ạ. Nhung mũ 1 cho em này, chị ơi. Thấy chưa? Qua tiếp một mẫu đồ bộ tiếp các bác chấm bài và chia sẻ livestream cho em với tại vì hôm nay chắc là mạng có vấn đề gì sao mà em thấy các bác cứ comment là mạng nó kém, không nhìn rõ ấy. Không hiểu tại sao luôn, thôi do nhà mạng nhà mình hay do mạng các chị. Đó, xin. Em lên đồ bộ tiếp này. Toàn bộ hàng hãng. Đẹp tuyệt vời luôn. Bộ sport này. Áo không có mà chị. Áo không có nhưng hôm nay em về chuyên bộ nhiều. Hôm nay về toàn bộ nhiều là gần 1.000 bộ. Hôm nay về gần 1.000 bộ. Có nhiều mẫu. Áo len là 189.000 chị nhá. Áo len 189. Bộ này các bác lên cho là bộ gì ạ? 2025. Mã bộ 2025 và kèm theo số điện thoại cho em. Bộ 2025 này. Các bác lên đơn hàng cho em nhé. Phượng ớt có, chị Thúy Ngọc ok, chị Thủy Nguyễn. Ôi, bây giờ các bác mới bắn đơn ở mầm. Phải im bây giờ mới bắt đầu comment nhiều này. Quần như chị mặc á, cái quần đấy là sale 180 thôi. Cái quần đấy sóc ra hàng cao cấp. Quần da còn đúng một cái em mặc mẫu mà chị làm gì còn hàng đâu. Gọi là sale 100 mét đồ. À thế à. Là chị cái quần đấy em để lại đấy, không sale. Sale đấy là hàng 24, sale 180. Đây các bác ơi, 179.000 đồng em cho lên đường mẫu này. Cho chạy số lượng cho sướng. Đấy chứ ạ, chạy số lượng cho các bác mình sướng luôn. Bán này các chị coi là 2025 nhá. Mã này mã 2025 và kèm số điện thoại.
Nhưng mà cái bảng màu này nó không được đều lắm. Chị Hoa. Đấy, có bảng này màu. Có bảng này màu này, xanh chưa treo nhá, màu xanh lá kìa. Xanh lá chưa treo ra, đây nhiều màu chưa? 2025 cho em. Màu này em gọi là màu gì ạ? Màu cam nhá, màu này gọi là màu cam đi. 2025 179.000 đồng. Các chị không phải nghĩ ngợi về cái giá cả luôn. Đấy chứ ạ, không phải suy nghĩ về giá cả luôn. Chị Hoa Phạm ok em chốt này, mã 2025 nhá. Lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại ạ. 2025 cho em màu cam. 2025 cho em màu vàng này. 2025 cho em màu xanh than. 2025 màu đen. 2025 cho em màu nâu bò. 2025 màu đỏ và 2025 cho em màu xanh lá. Các chị nhìn bảng màu cho em này. Em phải gọi là màu của nó quá chất. Đấy chứ ạ, màu của nó quá đẹp và chất luôn. Chạy chương trình các bác 179.000 đồng. Giá này nhất tại công ty của nó là 295.000 đồng các bác nhé. Đấy là size nhỏ nhất. Đấy, size to của nó là 355.000 cơ. Đấy chứ ạ, size to là 355.000. Cái gì? Ghi lại cái giá tiền của em với. Đấy chị ạ, chị Hoa Phạm ok em chốt này. Mẫu này nghĩ ra phải lên đầu tiên, tại vì mẫu này quá đẹp. Đây toàn bộ hàng chất lượng luôn ý. 2025 cho em. Đây các bác nhìn tag mark cho em này. Toàn bộ hàng chuẩn luôn, hàng 2 mark cho em nhé. Ok chị ạ, 2025 chị Thủy Lê Thị ok em chốt. Size L đấy các chị tầm khoảng là 45 cân đổ lên. Đấy chị ạ, em mặc size L. Đây em mặc size 1X à. Rồi, thế size L các chị tầm khoảng là 42, 43 cân đổ lên nhé. Có size từ 42 cân đến 60 cân ạ. Size từ 42 cân đến 60 cân. Các chị ông lên nhanh tay cho em. Cái bộ này nhanh ra phải lên đầu tiên đây này. Còn quên không lên bộ này. Quên chưa lên bộ này. Thì trực tiền ok. Chị Mama. Mama chị bao nhiêu cân đấy? Chị Nguyễn Hiền ok. Size L các chị tầm khoảng là 42 cân đến khoảng là 50-51 cân đổ về nhá. XL các chị tầm khoảng 56 cân đổ về. 2XL các chị tầm 60 cân đổ về. Áo suông cơ phải không? Chị ơi áo dáng ôm mà. Áo này dáng ôm ôm đấy, không phải dáng suông đâu. 2025 bằng cách số điện thoại. Ok chị ạ, co giãn thoải mái. Chị Hồng Nhung ok em chốt đơn. 64 cân lông vừa, chị Mama em chốt dưới 60 cân thôi. Thì form này là form nhỏ. Form này nó là form nhỏ nhá các chị yêu ơi, không phải form to đâu. Em lên một cái màu tiếp theo này. Đấy chị ạ, em lên màu tiếp theo luôn. 64 cân không vừa, dưới 60 cân thôi ạ. Màu nào có màu đen nhá. Đây màu đen đây, các bạn nhìn cho em này. Chữ là chữ thêu và đính đá cho em. Chữ này hàng thêu đính đá. Mã này coi là 2025. Chị Hương Dung đặt lại cho em với. Quần này là quần không bo gấu chị ơi. Gấu này không bo nhá, không bo gấu đâu. Đấy, không bo gấu. Những cái hàng em các chị là dễ mặc nhất trên đời luôn. Dễ mặc nhất trên đời luôn. Tại vì là hàng co giãn, các mình mặc thoải mái. Đấy chứ ạ, màu này các chị lên cho làm mã 2025 trên màu đen nhá. 2025 trên màu đen, bộ sport này. Đấy chứ ạ, 2025 của màu đen. Các bác lên đơn hàng cho em toàn bộ hàng chất lừ luôn. Đấy, có 179.000 một bộ thôi ạ. Thiếu màu hồng chị ơi, màu hồng chưa treo. Có 1X và 2X thôi. Nói chung là form nhỏ thì 1X các chị tầm khoảng là 53 cân đổ lên đến khoảng là 60 cân đổ về 2XL. Đây, bác nào chốt đen comment đen cho em nhé. 2025 cho em màu đen và kèm số điện thoại. Toàn bộ hàng cao cấp. Nếu chị Hồng Anh rồi ok chốt đơn hàng này. 2025 và kèm theo số điện thoại. 2025 và kèm theo số điện thoại cho em. Nói chung là mẫu này có ít này. Để chơi mẫu này là cái mẫu mà em lấy mẫu về em chạy số lượng thôi. Cái mẫu này thì có nói chung là gọi hàng về được luôn. Cái hàng này nó là hàng sẵn. Hàng sẵn số lượng. Đấy chị ạ, hàng sẵn số lượng luôn. 2025 trên màu vàng này. Bác nào lấy chốt vàng comment vàng cho em. Chất này thoải mái, không bay, không xù và không bị cắn chỉ.
Đấy chị ạ, không mai không xù và không bị cắn chỉ luôn. Các chị nhìn viền cho em này. Cái viền nó phối hợp rất là nhã nhặn luôn. Bộ đẹp hôm qua còn mà chị, lúc em có lên rồi đấy. Chị cứ lên là bộ đẹp và kèm số điện thoại cho em ngày mai chọn màu nhá. Ngày mai chị yêu chọn màu cho em. Hôm nay lên tạm lên mấy mẫu này thôi. Ngày mai vẫn còn nữa. Còn nhiều mẫu. Bộ nhà em chưa lên hết đâu, vẫn còn. Rồi 2025 chị Lê Toan chốt màu đen này. Bác nào chốt vàng comment vàng cho em nhé. Lên luôn cái màu vàng này. Đen với vàng là cùng nhau. Chị ơi 179.000. 2025 chơi màu vàng. Đấy, chị Thúy Ngô có bộ đẹp rồi ok. Chị Loan Phạm rồi ok em chốt đơn. Màu vàng. Đấy, chị nào chốt bộ vàng các chị lên đơn cho là bộ 2025 màu vàng. Chị Bảy Lê rồi ok em chốt đơn. Bộ 179.000 đồng nhé chị không sống khác ơi. 179.000. Quần nâng mông. Tất cả quần đều nâng mông hết. 2025 chị Đỗ Hồng comment luôn đúng mã cho em với nhá. Tại vì hôm nay em rất lên rất là nhiều mã luôn nhá. Đỗ Hồng comment luôn giúp em với. Comment lại coi cái theo cú pháp cho em với nhá. Đây 2025 ạ. Màu vàng này. Không tự dưng tù view nhỉ. 2025 của màu vàng kèm số điện thoại. Màu đẹp. Nói chung là bảng màu đẹp. Ok chưa. 2025 màu vàng. Còn rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Có 179.000 đồng nhận hàng kiểm hàng cho em thoải mái. Em bảo rồi các bác hôm nay mà không chọn từ hai bộ trở lên là hơi phí. Rồi đơn hôm qua chị Đỗ Hồng ơi để lại số điện thoại cho em với. Rồi đơn hôm qua chị phải để lại số điện thoại cho em mới dồn được đơn nhá. Với lại là nếu mà đơn hôm qua mà đi đơn rồi là không dồn được đơn. Chị Hương Hương Giang Đinh Thị Hương ok em chốt đơn. Chị ơi cho em ngồi cái mẫu chữ review kìa. Cho em xin lại chữ áo chữ review. Bộ đẹp em thề luôn với chị là chiều nay nó vừa về cho em chứ còn sáng nay đã hết hàng rồi chị. Chứ còn nếu mà như em còn hàng thì việc gì em phải nói dối là em hết hàng hả chị. Hết lúc đấy hết thì nhưng mà em nó không biết là có về bù được thêm hay không. Lúc đấy em cũng chưa nói gì thì em mới hỏi lại là thì nó có hàng thì em mới cho về hàng. Chứ còn là thực sự luôn em lên em nói em chỉ muốn có đơn hàng nhưng em còn hàng thì em lại bảo hết hàng. Buồn cười lắm chị. Nó sai sai ấy. Qua là nhân viên mới thì em không biết. Thì lúc đấy là hết hàng ấy. Tại cửa hàng thì nó báo là hết. Hôm nay chiều nay vừa mới về lúc tầm khoảng 6 giờ là về hàng. Các chị nhìn lên nhung mũ đỏ cho em này. Các chị coi là nhung mũ. Nhung mũ 2 cho em nhé. Nhung mũ 2 và kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ đô này. Nhung mũ 2 cho em của màu đỏ đô. Lên đơn hàng cho em rồi. Em mặc qua luôn các chị có bị ngắm luôn nhé. Hôm nay nó về thêm được màu đỏ đô nữa. Hôm trước bác nào chưa chốt được đỏ đô. Hôm nay các chị lên đơn cho em. Đây, màu đỏ đô cho em lên nhung mũ này. Em tặng luôn các chị mức giá là 189.000. Em tặng luôn các bác là 189.000. Em đang còn sót khô của màu xanh rêu và màu đỏ đô ạ. Xanh rêu với đỏ đô cho em 189.000 đồng một áo. Lên mã này coi là lên nhung mũ, à nhung mũ 2 cho em. Nhung mũ 2 và kèm theo số điện thoại cho em 189.000 nhá các chị yêu ơi. Bỏ cái màu hồng ra chị. Đây hai màu xem một con review này cực kỳ xinh luôn. Hàng 28 lần trước bây giờ xem các chị 189.000. Bộ này là 179 em đang mặc cho chị nhá. Bộ bên trong em mặc là 179. Còn áo len nhung mũ là 189. Comment của em là nhung mũ 2. Chị nào đã nhận được len nhung mũ của nhà em rồi cho em xin một cái phản hồi. Đây là giá bán sale cuối vụ nhá chị nhá. Giá bán sale cuối vụ luôn. Hàng cao cấp đấy các chị này. Phải bán các chị yêu từ trên 40 cân đến tầm 63-64 cân đổ về. Trên 40 cân đến 63-64 cân đổ về em chốt ạ. Nhung mũ 2 nhá. Nhung mũ 2 và kèm số điện thoại.
Cái bộ này đẹp quá nhỉ. Trong này lúc nãy em quên mẹ mất là có bộ này luôn. Nó chỉ còn ít thôi. Nó còn xanh luôn đúng không? Rồi em lấy bộ xanh đi. Rồi chị Nguyễn Hương, ok em chốt đơn nhá. Em đăng like này thì em san check Zalo được với chị. Chị Cố Đạo Phạm ơi, em đăng like em không sẽ không trả lời Zalo được. Nhưng mũ 2 ok, chị Hòa Lê chốt đơn này. Chị Hương Giang ok em chốt đơn. Con này có tầm bao nhiêu cái chị? Này chị ơi, có cả màu xanh dương kia đâu. Xanh dương kia mẫu gì đây? Con review này còn đúng một con màu xanh dương thôi. Hết sạch luôn ý ta. Nhưng còn đúng một con review của màu xanh dương thôi. Còn đó là còn màu đỏ đô nhá. Đỏ đô là em phải năn nỉ chị ơi luôn, em bảo là hôm trước chị về toàn cái màu xanh dương rồi, xanh xanh rồi, bây giờ chị cho em thêm màu đỏ đi. Nhưng mũ 2 đỏ ok, chúng xanh này. Bùi thì Bùi An ok, chốt 2025 này. Mã này có mày là bộ 2025 nhá. Bộ 2025, quần vest kia 100.000 một quần, chị Vinh Nguyễn ơi. Chị Hòa Lê hôm nay đặt lại cho em với. Đây là bộ 2025, chị cái xanh dương, chị Thu Hoàng rồi ok. Ngày mai bảo bọn Huyền nó lấy cho nhá. Đây lên cái bộ màu xanh này, đỉnh chưa? Chị ơi, đẹp chưa này? Thề luôn cái màu của nó sướng. Cái mẫu như cái màu này mùa hè mặc trông nó mát. Thấy chưa ạ? Vàng bạc kim linh rồi ok em chốt. Mũ 2 màu xanh rêu. Em dô lại một lần nữa cho các chị xem này, nhung mũ 2 này. Em không có nhiều đâu, em chỉ có tầm khoảng là hơn 20 cái thôi. Chị để lại số điện thoại rồi nhé. Ok chị, bộ em mặc 65 cân không vừa. Đây chị em thử mặc màu rêu luôn nhá. Màu rêu có sót vài cái thôi. Màu rêu với đỏ đô. Hai quần bếp VCS. Chị Vinh Nguyễn có số điện thoại chưa chị ơi? Có số điện thoại cho em mới lên đơn được nhá chị yêu ơi. Thấy bác nào lấy màu rêu cho em. Nhung mũ 2 của màu rêu ạ. Đây ạ. Nó còn rét đến hết tháng 3 rồi. Bây giờ mới là đang là tháng riêng đúng không? Còn rét hết tháng 3 ấy. Tháng 3 là rét tháng 3 đúng không? Vẫn còn mặc thoải mái được. Đấy chị ạ, Cẩm Loan ok có ạ. Nguyễn Thị Linh ok chốt đơn nhá. Mã này các chị comment là nhung mũ 2 cho em màu rêu ạ. Nhung mũ 2 rêu và kèm theo số điện thoại cho em. Đỏ đô với rêu. Ok, chị ạ, màu đỏ đô và màu rêu này. Hai màu cực kỳ xuất sắc ạ. Chị Đặng Minh HT rồi ok em chốt đơn nhá. Hôm trước là hết sạch đấy, các chị cứ bảo cố tìm cho chị xem còn cái nào màu đỏ đô không, hoặc là cố tìm cho chị xem còn cái nào màu rêu không. Chị ơi. Rồi, em qua một cái mẫu bộ màu xanh là mã 2025 cho màu xanh này. Chị ơi, len nhung mũ là 189. Len nhung mũ trên là 189.000. Đây màu xanh của mã 2025 đây. Len thoải mái màu các chị chọn. Không mặc gì còn đẹp hơn đi chị Đỗ Hồng ạ. Không mặc gì còn đẹp hơn. Đây em lên màu xanh nhá. Nhưng đỏ đâu ok chị Mai Hương. Đây em lên các chị bộ 2025 màu xanh này. Em phải nói thật các chị là chất sờ nó mát tay. Thế chị ạ, nó không bị cắn chỉ đâu. Sợ nhất là mặc bộ nó bị cắn chỉ. Chị ơi lui ra, em thay quần. Chồng mông mặc cho bây giờ. Màu xanh cho em. Mã này mã gì nhỉ? 2025 đúng không? Ui, màu xanh đẹp chưa? 2025 màu xanh nè các chị ơi. Chuẩn đẹp xinh luôn. Mã 2025 cho em. Có 179.000 một áo, à một bộ. Đây này. 179.000 đồng cho là mã 2025. 2025 179.000 và kèm theo số điện thoại cho em. Chị cứ vào cái pet Hoàng Loan này, shop Hoàng Loan thấy chăng giá rẻ này. Đẹp quá, năm ngoái mua nhiều, chưa mặc hết giờ có bán chịu không? Ok luôn chị Vân Đào nhá. Chị cứ vào cái nick này của em và ấn ở chế độ theo dõi.
Rồi 2025 ơi, chốt chị Nguyễn Hồng này. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em. Em đảm bảo các bác là chất đẹp và nhận hàng các chị sờ chất đã xuống rồi. Mặc nó mát nữa. 2025 cho em màu xanh nhá. 2025 màu xanh. Đây. Các bác nhìn cho em này. 2025 màu xanh và kèm theo số điện thoại. Quá đẹp. Chị vàng bạc kim linh rồi, ok chị em chốt đơn. 2025 màu xanh. Đây, form nó lên nó chuẩn form ấy. Và mã này em cho đơn có size các chị dưới 60 cân thôi. Còn trên nhắn tin không được á, nhắn tin vào số ông Hoàng Loan. Đây số tài khoản đây, em nhắn số tài khoản luôn nhá. Có hai số tài khoản mà tất cả các số tài khoản em đã ghi ở trên trang cá nhân của em rồi mà chị. Chị Đồng Liên chốt xanh vàng mã 2025 này. Đã thế nhá, lại tăng người xem lên tiếp một mẫu nữa chị ơi. Lên tiếp mẫu nữa cho máu. Nhiều lắm, hôm nay về hơn 1.000. Hơn 1.000 mẫu. Thế kìa, thế nhá. Đã thế lên nốt mẫu này cho máu luôn. Có một cái mẫu mà để lên mẫu này chạy số lượng. Đủ màu đủ size. Đây này, cái mẫu này xem mẫu em xem nào. Mẫu này em thì có nhiều nhiều. Một đủ size nhá. Ok chị Hương Bùi chốt đơn này. Đẹp quá. Mã này em định để dành để ngày mai lên cơ. Em định để dành để ngày mai mới lên cơ. Nhưng mà thấy các bác vào xem đông đông em lại lên tiếp. Đấy chưa? Vào xem đông đông em loan lại lên tiếp luôn. Mã này các bác lên cho là mã gì ạ? 2023. Trời ơi, cái mã này em thích đầu tiên này. Mã này em là thích đầu tiên đây này. Em mặc thử luôn nhá. Các bác cho em xin một nút chia sẻ nhỉ. Để chị, các bác cho em xin một nút chia sẻ mặc cái màu nào nó khác khác là lạ tí đi. Đỏ nhá. Lên đỏ nhá. Ok chưa, đỏ đen đi. Lên luôn đỏ đen nhá các bác này. 2023 là cái mã mà gọi là em thích từ cái hôm mà đăng hình lên cơ. Đủ màu luôn. 2023 này. Đủ màu đủ size. Từ L đến 2XL. Số lượng có. À quên, số lượng có. Đây đời số lượng có. Mã này mã 20 bao nhiêu nhỉ? 2023. Thế chặn lên cho là mã 2023 và kèm cho số điện thoại cho em. Bộ thể thao, áo cộc tay và quần lỡ. Để chặn áo cộc tay và quần lỡ cho em đủ bảng màu. Mã này có đủ bảng màu cho em. Chị ơi cất cái mã này vào này. Mã này cho em xem bộ. 55 cân có vừa Phú Phòng Nguyễn ơi. 2025 55 cân có vừa chị nhá. Đây các bác nhìn bảng màu cho em. Để chặn rất rất nhiều màu luôn. Đẹp quá thực sự luôn ý. 2023 và kèm số điện thoại cho em này. Nhìn viền cho em xinh chưa. Thanh Nguyễn ok. An Bùi An ok em chốt đơn. 2023 trên màu đỏ này. 2023 trên màu gì ạ? Bộ này em định để ngày mai đầu live em bán ấy ạ. Nhưng mà lại thấy đông đông người xem lại lên. Lại đông đông người xem lại lên cho máu. Để chị ạ, 62 cân vừa em chốt đơn các chị form này dưới 60 cân thôi. Để chị ạ, lên cho là mã 2023 kèm số điện thoại 179.000. Được chưa ạ? Các chị nhìn cho em này hàng này. Phải gọi hàng, gọi là cái nhìn cho em siêu siêu đẹp luôn. Mã 2023 và để lại số điện thoại cho em. Giá bán tại công ty là 295.000 là size nhỏ nhất. Size to của nó là 355.000. Em bán tặng các chị đồng giá 179.000 đồng. Cả size to cả size nhỏ các bác nhá. Màu hồng cho em 2023 này. Màu xanh than cho em mã 2023 này. Được chưa ạ? Màu đen cho em mã 2023 này. Màu vàng cho em mã 2023 này. Được chưa ạ?
Ơ chị ơi, màu đen nó có cả viền với đấy này. Chị cho em màu xanh đi, chị dơ ấy màu rồi. Thiếu màu xanh rồi. Thiếu màu xanh. Màu xanh nó, à màu đen nó có cả. Nó có cả viền xanh này, viền đỏ, viền vàng nhá. Có cả viền xanh, viền đỏ, viền vàng luôn. Bộ màu xanh cơ mà, đúng không? Đấy chị ạ. Ôi xanh này. Các chị nhìn đi, các chị thẩm cho em xem bộ này với giá 179.000 đồng, các chị mua có xứng đáng không ạ? 179.000 đồng một bộ, hàng thêu và đính đá cho em. Để chị ạ, thêu đính đá cho em rất là đẹp luôn. Các chị nhìn màu cho em này. Đen nó có cả viền vàng. Ừ, đen viền đỏ viền xanh viền vàng, có 3 màu viền. 2023, các chị bắn nhanh tay cho em mẫu này. Gọi là vui vui cuối livestream phải thấy đông đông, vẫn đông người xem vẫn đang bán các chị nhá. 2023 kèm theo số điện thoại cho em. Màu xanh có. Xanh này. Anh có hàng. Có hàng mới dám lên, không có hàng là không dám lên đâu. Rồi, có thì có ý rồi, rồi, okay. 15 bộ rồi. Ok, ok, em lên màu xanh luôn nhá. Chị Lan Anh ok, chị Thu Hoàng ok, chị Lưu Lê có này. Em lên luôn màu xanh này. Đủ bảng màu luôn. Chị dở cả ba cái màu vàng, màu đen ra làm gì? Em có rồi thấy. Em khác viền. Cần gì? Em nói là nó có cả ba màu viền rồi thấy. Bảo lý khách thì thấy. Cần gì thì treo hết cả ba màu viền ra. Đấy chị ạ, bộ xanh cho em này. 2023 cho em màu xanh nhá. Chị Đắng Thu ok, chị Viên Lê này. Các chị ơi cứ lên mã kèm số điện thoại cho em này. Vì em đang đứng xa màn hình cho nên em rất là khó nhìn. Rất là khó nhìn luôn. Các bác cứ lên đơn và kèm số điện thoại. Tại vì là mã này em chạy số lượng. Cho nên là vẫn sẽ có đủ size, đủ số và đủ mã hàng cho các chị chốt. Với điều kiện các chị phải nhanh tay. Đấy chị ạ, chia sẻ livestream được không bị ẩn comment. Chị Hồng Nguyễn ơi, chị đặt hàng lúc nào ấy chị? Đây màu xanh cho em này. Mã này mã 2023 mặc nó không bị lỗ bụng đâu ạ. Tại vì cái phần chun này nó ghen rất là chắc luôn. Phần chun này ghen bụng rất là chắc luôn, nó không bị lỗ bụng nhé các chị yêu nhắc. Bụng chị nào to, bụng chị nào gọi là mông chảy bụng to ấy, mặc rất là gọn người luôn. Đấy, mã 2023 và kèm theo số điện thoại. Chị ơi ngày mai chị bảo nhân viên nhé chị nhá, chị Nguyễn Thi nhá. Muốn đổi mã nào các chị bảo nhân viên nhé em. Chị Hồng Nguyễn ok chốt 2023, chị Dung Chu có này. Phạm Thị Tình ok chốt đơn này, chị Kim Cúc ok chốt 2023 này. Chị Phan Lập ok chốt đơn mã 2023 này. Lên đơn hàng cho là 2023 và kèm theo số điện thoại ạ. 2023 và kèm theo số điện thoại cho em. Siêu đẹp luôn. Xuất sắc ạ, phải gọi là chuẩn và xuất sắc luôn. Thảo Nguyên có đặt hàng hôm qua, chị đặt mã nào ấy chị? Những cái mã lẻ hôm qua thì xin phép các bác, em phải xin lỗi các chị là nó sẽ có không có số lượng ấy. Hay là chị chốt được chị không? Còn những cái mã bộ này nó sẽ có số lượng, các chị nào cũng chốt được. Chị nào lên đơn là có đơn. Chị Nguyễn Hanh ok chốt đơn lấy số lớn là số to, các chị dưới 60 cân nhá. Bùi Thị Huyền Huyền ok, chị Yêm chốt 2023 màu đỏ, chị lấy mấy mẫu lấy bộ mà. Em nói thật, bộ này các bác mặc chỉ có xuống thôi, chất nó mát lắm ấy. Em thề luôn. Tại vì là em bán hàng mấy năm nay nhưng chưa lần nào mà em vượt được cái lô mà gọi là cái bảng màu nó đẹp như này. Thực sự luôn, cái màu nào gọi là em cũng dơ lên đặt xuống. Có lẽ em chỉ muốn chọn là tầm khoảng là 4 màu thôi. Nhưng mà cảm thấy màu nào cũng đẹp thôi, em ôm tất. Màu nào cũng xinh, đấy chứ ạ. 2023 là 179.000 đồng. Em chạy số lượng, chạy chương trình. Đấy chứ ạ, nhiều chị Ngô lấy đi chị ơi, đẹp quá mà chị. Chị Nguyễn Hiệp ok em chốt đơn nhé. Các bác lên đơn cho em thử lên màu hồng luôn nhé. Lên màu hồng các bác mình ngắm luôn này. Cuối livestream sẽ lên lâu lâu một chút một mẫu này nhá. Tại mẫu này em có số lượng. Em sẽ lên lâu lâu một tí. Đẹp quá nhỉ chị nhỉ. Màu hồng cho em. Hồng của nó không phải hồng phấn đâu, mà là hồng đậm đậm, màu trầm trầm rất là xinh luôn. Đây màu hồng ạ. Trông nắng dài ok chị Trần Hạnh nhá. Chị Nguyễn Đằng ok chốt đơn dồn. Em mặc size L chị ơi. Em mặc size L là size nhỏ nhất này. Size L đây. Đang nhìn cho em nhá. Chị đặt bộ đẹp hôm qua, lên đơn hộ em là hôm nay là bộ đẹp kèm số điện thoại giúp em chị Hồng Nguyễn ơi. Hôm qua không đặt lại, hôm qua không đặt được, hôm nay đặt lại cho em. Chị Vàng Bạc Kim Linh rồi ok chị yêu. Chị Hồng Nguyễn comment lại cho là bộ đẹp, cách số điện thoại ngày mai như vậy em gọi chốt đơn lại nhé chị nhá. Chị Vân Đào đấy, không thể nào cưỡng lại được đúng không? Em biết ngay mà. Em bảo rồi, những cái bộ này lên là các bác không thể nào mà cưỡng lại được. Tại vì nó quá đẹp. Đấy chứ ạ, nó quá đẹp luôn. Mã bộ đẹp, à quên mã này là mã 2023. Em lên thử màu hồng nhá các chị nhá. Lên thử màu hồng, các bác đừng rời like vội. Màu hồng này quá đẹp luôn.
mắt xong là khách chửi vì không có hàng ấy. Treo lên luôn thôi. Ok, nhớ chốt cho em 3 bộ đẹp nhé. Nhớ ngay điện thoại ngày mai nhá. Ngày mai nhớ phải cầm điện thoại lúc nào đút trong túi quần cho em. Mọi người rời ra một cái là sảnh ra là mất ngay ý chị ạ. Đây các bác nhìn này, từ cái mác của nó này. Đấy chị ạ. Nó đều có in của hãng luôn. Đấy chị ạ, từ cái logo này, từ cái mác này. Đấy các bác nhìn cho em nhá. Mác 2023 các chị lên đơn. Thiếu tiền nhé, ok luôn. Chỉ sợ bác không dám thiếu thôi. Chỉ sợ chị không dám thiếu thôi. Lê hàng đặt gì chị ơi? Lê màu hồng này, ủa màu hồng này. Chị ơi. Chị Hoa. Chị Hoa chị thích màu này. Tuyệt vời. Chị Hoa thích màu hồng hôm qua phải không? Phải không? Màu này hôm qua này. Em nhờ. Bộ đẹp. Màu hồng này. Bộ đẹp màu hồng. Đẹp quá. Trời ơi. Qua đầu gối nhé chị nhá. Và dáng này qua đầu gối chị Thanh đào ok chốt hồng. Đặt hôm qua mới gọi á. Sao ấy nhở? Chị Đồng Liên chốt 2025 màu xanh vàng này. Chị Nhân Đức ok chốt 2023 của màu hồng này. Mã này là 2023 nhá. Mà em mặc là 2023. Bộ này là hàng Việt Nam. Nhưng mà bộ còn đẹp hơn hàng tàu ấy chị Bùi Huyền Huyền ạ. Bộ này đẹp hơn hàng tàu. Nhiều khi form hàng tàu nó không được đẹp như form này luôn ấy. Chất này không bị cắn chỉ và nó ngang với hàng tàu luôn. Và nhiều khi cái form hàng tàu nó còn lên form nó không được chuẩn như này ấy chị ạ. Bùi Thị Huyền Huyền ơi. Riêng em đã chọn kể cả cái hàng Việt Nam em cũng phải chọn cái hàng đẹp, hàng xịn nhá các bác. Chứ không phải chọn hàng vớ vẩn đâu, các chị yên tâm luôn. Nhận hàng các chị cứ bóc hàng xem hàng cho em. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho anh Toán. Đấy. Chị Nhiều Thị Ngô rồi ok. Chị Hồng Nguyễn rồi ok. Chị Nhân Đức ok có rồi. Chị ơi 179.000 đồng một bộ. Chứ còn giá tại các shop người ta bán ít nhất phải tầm khoảng dưới cái giá cài tầm khoảng bớt. Người ta chỉ bớt tầm 10-20.000 thôi. Cái giá cài của nó là 355.000 là bộ size to. Còn bộ size nhỏ là 295.000 này. Thì người ta ít nhất người ta chỉ bớt cho các chị tầm 10 đến 15 20.000 thôi. Đấy. Cái giá này em chạy số lượng và bán các chị chênh giá buôn từ 5.000 đến 8.000 thôi ạ. Có bộ quần dài chị Nguyễn Thỏa nhá. Chị Lê Thoan ok em chốt đơn, chị Quyên Nguyễn ok em chốt đơn à. Bao tiền chị ơi? 179.000, màu hồng trên là 2023 nhá. 2023 của màu hồng. Ba chị nhắn tin này. Đấy, chưa like vẫn đang nhắn tin này, chốt trước này, sợ hết hàng này. Lên hàng chưa? Lên vàng chưa? Em lên vàng cho các chị luôn. Được chưa? Em lên màu vàng luôn nhá các chị yêu. Tú Huyền Sâm Khôi 179.000. Mã này 2023 cho em màu vàng. Đã thế em lên tất cả các màu các chị yêu mình nắm luôn. Lên tất cả các màu luôn nhá. 60 cân cao 1m56 có vừa 2XL cho em chị nhá. Có vừa 2X cho em. Cân mặc được bà chị, 60 cân mặc được, 2XL cho em. Đây màu vàng, là em bảo rồi mặc màu nào lên là các chị thích màu đấy luôn. Đó, các chị nhìn màu vàng cho em này, vàng tôn da, thấy chưa? Màu vàng tôn da nâng mông, thấy chưa? Các chị lên là 2023 cho em màu vàng nhé, 2023 cho em của màu vàng. Giờ này là đuối là đau lưng quá rồi. Xin phép các bác cho em ngồi tí, 2023 màu vàng. Màu vàng đi. Quá đẹp luôn. Cảm ơn chị Phương Nguyễn nhá. Nói chung là cứ được mua mà cái chất đồng kiển nữa các chị đã mua. Đúng không ạ? Nói chung là sờ chất là cảm thấy ok này, xong là đúng hàng mình đặt thì mình lấy. Chị Quỳnh Phan ok, chị Nguyễn Nàng ok, chốt đơn 2023 nhá. 2023 và kèm theo số điện thoại.
em chuẩn bị nghỉ live đấy các bác ơi, các bác lên để comment luôn cho em. Đúng rồi, em như kiểu là nó bị rối loạn, kiểu là em ngủ sớm kể cả tắt live nhá. Sau là ngủ sớm em không ngủ được sớm, tại nó quen cái giấc rồi ấy, không ngủ được sớm đâu. Cứ lúc nào cũng phải 12 giờ 1 giờ mới ngủ. Sau là như kiểu là mình bị ngủ thất thường, xong là lúc ăn uống cũng thế, thất thường như thế, xong là nó thay đổi như là thay đổi nội tiết tố ấy. Bắt đầu xấu đi rồi các chị ạ. Chị Trường Thanh ok, em chốt đơn, bộ đẹp hồng quần dài rồi ok chị. Các chị lên cho bộ này là bộ 2023 nhá. 2023 và kèm số điện thoại cho em, mặt tụi này hơi bị nhiều mụn. Các bác nào có bí quyết là cho đỡ mụn không ạ? Đây này, hết là chán. Chưa bao giờ bị nhiều mụn như này. Chị Tạ Hiên rồi ok chị. Có chị nào có bí quyết gì hay là có cái công thức gì hay có thuốc gì trị mụn nhanh không, cho em xin một cái ý kiến, à cho em xin bí quyết với. Đây này, mất tự tin luôn. Xanh than có. Em mải kiếm tiền quá, tiền ai chẳng thích kiếm mà chị. Nhận ra năm nay định nghỉ lâu lâu nhưng mà tại sợ dịch ý, không dám đi chơi, thôi ở nhà bán hàng cho lành. Đúng không ạ, các chị ở nhà mua sắm cho online cho lành, đỡ phải đi đâu, đến tụ tập chỗ đông người. Đấy. Loan ơi chị xem áo nắng dài. Nguyễn Huệ kìa. Tí ơi tí chị xem lại like nhá. Bảo cái ông ý chữa cho. Úi rồi bảo ông ý chữa càng nhiều mụn luôn đi chị ạ. Bảo nó chữa cho còn mọc nhiều mụn hơn đi. Trong đó còn mọc cho cái mụn to tướng ở bụng cho chết. Bốn đứa. Không chữa rồi còn có ba đứa. Chữa một cái thành bốn đứa là chết. Cho em xem bộ chị mặc màu xanh than. Đây em mặc luôn nhá. Em mặc luôn bộ đấy đi. Đây xanh than này. Xanh than của nó là cả màu áo xanh than và quần xanh than. Đấy chị ạ, cả áo xanh than, quần xanh than luôn. Đây ạ. Các chị nhìn này. Đẹp chưa. Em mặc cả cây luôn đấy các chị xem nhá. Chị Tâm Trương ơi. Đây bộ xanh than đây. Chất nó mềm, nó mát lắm ạ. Áo nắng em lên rồi. Tí xem lại like chị. Thêm màu xanh than cho em. Ơ chị thấy An em về chưa? Chưa. Đi công ty làm gì rồi? 10 rưỡi rồi, chưa thấy màu về. Mình cái bán hàng bây giờ này nó đi tăng gái nữa này. Ok chị, màu vào xanh than mặc lên đẹp chưa? Nhở? Eo ôi, màu xanh than mặc lên đẹp nhá. Các chị đừng coi thường, các chị nhìn cho em. Đấy chị ạ, nhìn bộ xanh than em mặc lên này. Màu đẹp chị ạ, nhìn cho nó khỏe nhở. Đấy chị ạ, xanh than cho em. Các chị lên cho bộ này là bộ 2023 màu xanh than nhá. Bộ vàng đỏ giống chị mặc có quần dài không? Có đấy chị. Có cả quần dài mà bộ tròn cổ tròn ấy. Đưa trên cái bộ cổ tròn nào. Có cái mẫu bộ quần dài mà hôm nay lấy về thì chạy đâu nhỉ? Đây, nhưng mà có mấy cái thôi. Ừ, có mấy cái nhưng mà nó có số lượng để chạy đấy. Hôm nay nó báo có hàng đúng không anh? Nó báo là về của nó gần 1.000 hàng cơ mà. Chị đang ở không có, chị có dám đưa cho mày đâu. Đây không có mới dám đưa, nhưng vừa mới báo, tin nhắn vừa báo là có hàng này rồi, mày dám lên nhá, tí em lên sau. Chị dám đưa đâu, có mấy có tí này. Có tí là vì mẫu này để chị lấy mẫu thôi. Chị đang bảo không biết bọn nó xếp đâu, không biết bọn nó đưa rồi đó. Chị vừa nghe quần đâu? Quần à? Ừ. Tụt đâu? Đâu à? Đẹp này, chị Kim Cúc ơi, chị Thương Phạm. Thương Phạm ok nhá, chị Nguyễn Hằng ok. Em chốt đơn màu xanh than này, 2023 cho em màu xanh than. Chị Tâm Trương có, chị Thu Hiền ok. Em chốt đơn này. Để chị ạ, màu xanh than và kèm số điện thoại. Đây. Có đỏ hay sao? Hình như có bắt đỏ đây. Đỏ. Đây là bộ quần dài. Quần dài để em xem là tin nhắn này. Báo chắc chắn có hàng thì mới dám lên. Chứ không có hàng là không dám lên, vớ vẩn.
về sẵn được 400 bộ. Về được 400 bộ. Chuẩn mẫu này luôn. Ok. Có đủ hàng mới dám lên nhá. Họ gửi đủ hàng cho em mới dám lên đi này. Ok chưa ạ? Các bác cho em xin một nút chia sẻ em lên tiếp bộ dài được không ạ? Quý Lê Thị mã 2023 đi. 2023 màu xanh than. Mai gọi thẳng chứ mới được chốt chứ gọi đợi lâu sốt ruột. Bộ em mặc là 179 rồi em lên bộ dài, dài bộ quần dài nhá. Bây giờ các bác chia sẻ cho em lên được 200 người xem giờ này thì em lên tiếp. Không thì để ngày mai em lên được không ạ? Xanh than là 179.000 là bộ quần quần lỡ áo cộc tay. Toàn bộ là hàng cao cấp cho các chị. Ok chưa ạ? Toàn bộ hàng cao cấp luôn. Đây các bác nhìn này. Em lên thử cái bộ này luôn. Tại vì là gần gần cuối live này ít người xem không muốn lên ý. Chị Trang Nguyền ok em chốt đơn nhá. Chiêm Hóa, trời ơi Chiêm Hóa đừng bảo em miễn ship có 20.000 tiền ship thôi. Vì hàng em đẹp và rẻ ưng lắm, em cảm ơn chị yêu nha. Rồi cuối live em chị cho em xin một cái phản hồi gọi là nó quá động lực luôn. Rồi lên tiếp bộ này nha. Bộ này ngày mai em về được 400 bộ. Được chưa ạ? Bộ này ngày mai em về được 400 bộ. Chị Cẩm Tú có này, bây giờ em lên thử một bộ màu cam nhé các bác nhá. Bộ này lúc nãy là không biết là có hàng về hay không cho nên em chưa dám lên, nhưng bây giờ tin nhắn có báo là ngày mai về được 400 bộ em mới dám lên. Em thề luôn đấy ạ. Đấy các bác lên cho em này, bộ này là các chị comment là bộ gì ạ? 2031 nhá. 2031 và kèm số điện thoại này. Chị Đặng Huyền ok, mã này là mã 2031 cho em. Bộ quần dài, áo cộc tay. Đủ màu, đủ size. Được chưa? Ngày mai chắc chắn là về có đủ màu, đủ size. 2031 này. Rồi, màu đẹp này. Hả? Không, có báo hàng về mà. Ừ, đủ hàng luôn. Nhưng mà báo hàng là mình phải đặt luôn, không có nó hết. Rồi, các bạn nhìn cho em này. Siêu đỉnh luôn hả? Đẹp nhở? Đấy lúc nãy là muốn lên lúc đầu tiên đấy nhưng mà nó không có hàng. Bây giờ báo có hàng thì dám lên ấy. Em cuối lại rồi. Mã này các chị comment là mã 2031 ạ. Ok chưa ạ? 2031 kèm theo số điện thoại cho em. Các chị nhìn bảng màu cho em này, toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp các bác nhìn cho em nhé. Quần dài, áo bộ đỏ này, 2031 này, xanh của 2031 này, đen của mã 2031 này, vàng của mã 2031 và màu cam của mã 2031. Các chị ơi lên đơn cho em. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ này thì các chị mặc rất là tiện, thực sự luôn ấy. Bộ cộc tay quần dài mã 2031 đây này, giá niêm yết của nó là 355.000. Đấy là bộ size to nhá đúng không? À bộ size nhỏ ấy, size to của nó phải hơn tiền. Chị Tâm Bảo Lê rồi ok, 189.000 đồng một bộ. Lên giá 189.000 đồng đi chị ơi. 2031 189.000 đồng các bác lên đơn cho em. Nhanh tay nhá. Nhanh tay nhanh tay, có đủ size L, 1XL và 2XL, em cho các chị từ 42 43 cân đến tầm 60 cân đổ về. 42 43 cân đến 60 cân đổ về em chốt 189.000 đồng em tặng các bác. Gọi là chị em mình năm nay là mua được bộ em luôn là nhớ em. Đấy nhận hàng mỗi lần mặc bộ này bảo mua bộ này ở đâu đẹp và rẻ thế, mua ở chỗ nhà em Loan ở Tuyên Quang. Đấy các chị nhìn cho em này, năm màu nhá. Chị nhiều ok, chị Minh Lý ok, chị Hồng Nguyễn, các bác cứ lên đơn cho em đi. Ngày mai chọn màu nhá. Và cơ bản nó có những cái màu này và không biết nó có về màu hồng không, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa về màu hồng thì em không làm lên. Lúc nào có em sẽ báo sau nhá. 2031 và cách số điện thoại. Đấy chị ạ, 2031 cho em toàn màu đẹp thôi và chất nó sướng, em thề luôn nhá. Bộ này mặc không bị cắn chỉ. Rút kinh nghiệm, em không bán những bộ như mọi năm mà bộ cotton mỏng nó mặc bị cắn chỉ.
Hàng này là hàng chất u mì, nó không bị cắn chỉ một chút nào đâu. Các chị yêu lên cho là mã 2031. Chị Xuyên Hoàng ok, chị Hương Nguyễn có, chị Trịnh Miếu ok, em chốt đơn 2031 này. Comment nó trôi nhanh, em đứng ở xa màn hình em không đọc được. Các chị em chỉ đọc qua qua nhá. Chị Nguyễn Hằng có, chị Hồng Nguyễn này, chị Minh Lý có, Thủy Trường Tiên có này. Lên chị Tâm Bảo Lê có 2031 này, chị Nguyễn Thắm có đơn này, chị Thương Phạm có đơn ok 2031 này. 2031 và kèm số điện thoại. Em thử lên màu vàng luôn nhá. Em lên luôn màu vàng này, 2031 và kèm số điện thoại. Như Vi Hương Hương ok, chị Úc Nguyệt ok, chị Hải Yến Đỗ Trần 2031 comment đúng theo cú pháp cho em. Chị Hà Lũ ok em chốt, chị Loan Phạm. Rồi em lên màu vàng nhá. Không lên màu cam nhiều, các bác chốt là không có màu cam nhiều đâu, tại vì mỗi lần nó chỉ trả tầm mấy trăm bộ, nhiều nhất là 400 bộ là phải ôm tất mới có. Chị ơi 189.000. 189.000 đồng một bộ cho em, hàng cao cấp các chị yêu nhá. Chất u mì chị ơi. Chất u mì mặc mới sướng, mùa hè mặc chất u mì mặc nó mới mát, thấm mồ hôi. 40 cân mặc hơi rộng chị ơi. Chị gì Nguyễn ok em chốt đơn này, chị Phương Thảo có nhé em. Em qua màu vàng nhé, em qua màu vàng luôn này. Chị Hồng Nguyễn ok em chốt đơn hàng 2031 ạ. Bộ này đang định để là ngày mai báo có hàng thì mới dám lên, nhưng bây giờ tinh tinh một phát là có đơn là có hàng rồi. Tại vì hàng này hàng đặt mà. Bán cho công ty chắc sướng lắm ấy, mát như thế này cơ mà này, mịn bình bình luôn. 2031 màu vàng nhé. Shop em ở Tuyên Quang, các bác nào ở gần thì các bác có thể qua thử thoải mái đấy chứ ạ. Chị nào ở gần qua thử thoải mái, màu vàng này. Màu này đẹp quá, màu nào cũng đẹp luôn ý này. Các chị nhìn cho em thử lên bộ nào cũng xinh đấy chứ ạ. 2031 cho em màu vàng, em mặc size nhỏ nhất các chị nhé. Em đang mặc là size nhỏ nhất này. Hả? Bán em mua ở Lý. Đâu em bán được trước, bán mà hết rồi. 2031 màu vàng, chị Thiên Việt có, chị Đỗ Hồng ok, chị Phương Vũ có, chị Kim Cúc ok, em chốt đơn. Các chị comment luôn cái màu của em với, đừng comment là màu giống Loan mặc nhá. Em có những cái màu như này em giơ lại các chị yêu mình nhắm luôn này. Em đọc bảng màu các chị lưu ý cho em với, đây màu đỏ này. Màu đỏ cho em. Màu xanh này. Được chưa ạ? Màu đen này. Màu cam này và màu vàng, nó chỉ có 5 màu thôi. Ngoài ra không có màu khác. Nhưng mà không biết ngày mai về nó có màu hồng không. Có màu hồng em sẽ báo khách hàng sau nhá. Có màu đen không em có chị ơi. Đây màu đen có thể nó sẽ có viền xanh, viền đỏ, viền vàng. Đấy, những cái màu đen nó sẽ có là viền xanh, viền đỏ, viền vàng. Có 3 màu viền kẻ như này các chị yêu nhá. 2032, rồi ok. Ngày mai các chị đổi sang mẫu nào các chị đổi được. Đang chốt mã này tối, ví dụ hôm nay các chị chốt mã 1 các chị chuyển sang mã 3 cũng được. Lúc chốt đơn các chị báo nhân viên nhà em nhé, cho chị đổi mã. Chị Nguyễn Nhàn ok chốt màu cam, lên đơn hàng cho em. Mã 2031 và kèm số điện thoại này. 2031 và kèm số điện thoại cho em. Em lên màu xanh nhá. Lên luôn màu xanh các bác ngắn này, em 51 cân, em cao 1m58, em mặc size nhỏ nhất ạ. À. Em thường em mặc quần áo em size nhỏ nhất tại người em nó dẹp ý. Em thường là hay là size nhỏ nhất, size bé nhất ý ạ. Em cắm cái sạc vào cũng sập nguồn bây giờ. Các bác đợi em một tí em cắm cái sạc ấy nha. Em ở cây 25 Hàm Yên Tuyên Quang. Km 25, shop Hoàng Loan. Rồi. Chị Thanh Thúy rồi ok em chốt ạ. Đỗ Hồng có 2031 màu cam, em lên màu xanh nhé các chị yêu nhá. Lên màu xanh. Cái này không bị cắn chỉ đâu. Chất thoải mái, bán chất này nó an toàn mới lại không bị mất khách. Bán những cái hàng mất mình bị cắn chỉ, các hàng gọi là nhận được hàng mặc rồi là sau chạy mất dép luôn. Bán cái hàng kiểu nó an toàn, nó không bị mất khách. Em phải nói luôn là hàng này không bị mất khách luôn. À thôi nghỉ đi chị hết tiền rồi. Bộ ngố tí xem lại. Màu béo nào cũng đẹp.
Chắc người mẫu đẹp đấy các bạn. Không phải đâu, cái form nó đẹp nữa. Đây. Này các chị ơi, em thề luôn, màu nào cũng đẹp. 5M màu nào cũng đẹp. Các chị không chốt từ 2 bộ trở lên hơi phí. Đấy chứ ạ, bây giờ mới là đầu vụ thôi. Có mẫu nào ra là em ôm tất. Cho nên các bác là không mua được con này ngoại trường. Mà nếu mà có mua được các chị mua phải tầm ít nhất phải tầm 280. Ít nhất phải tầm 280. Đấy chứ ạ. Chị Hương Nguyễn ơi em chốt đơn này. Chị Phạm Xuân ơi 189.000 một bộ ạ. 189.000 đồng. Các chị yêu lên đơn cho em mã hàng coi là bộ 2031 nhé. 2031 cách số điện thoại ạ. Lên màu đen đi em rồi. Ok sẽ lên tất cả các màu các chị mình ngắm luôn nhá. Tất cả các màu luôn ạ. Hết tiền rồi Loan ơi, trời ai có kêu hết tiền này. Các chị bảo là Loan ơi chị nhiều tiền lắm, em cứ lên thoải mái đi, em cứ xóa đi em mới sướng. Bây giờ các chị nào kêu hết tiền này thì buồn thế. Đấy, fan cứng của em kìa. Sao kêu hết tiền giờ này? Toàn hàng đẹp này kêu hết tiền mới buồn. Không, màu xanh em mặc quần nó bình thường này chị, em mặc đến quần đến mắt cá chân nhá. Đấy chưa? Em 1m58 em mặc quần đến mắt cá chân luôn này chị này, nhìn này. Đây, em mặc đến mắt cá chân luôn. 2031. Càng xem càng nhiều mẫu muốn mua. Tại vì cái form này em thấy luôn là chưa có năm nào em. Nói chung là cái chất nó không dày quá mà không mỏng quá chị ạ. Dày quá nó nóng, mà mỏng quá thì nó hay bị cắn đường chỉ. Chất là chất vừa chị nhá. Nói chung là các chị mua một lần ý. Chị nào chưa mua hàng em luôn, các chị có thể mua một bộ để kiểm chứng chất lượng. Xong là lần sau cảm thấy ok các chị mua tiếp. Để chị ạ, không khuyến khích các chị mua nhiều. Nếu mà chị nào chưa mua hàng em lần nào, cần mua một bộ cũng được. Xong rồi về xem chất lượng nó như thế nào rồi lần sau lại ủng hộ cho em tiếp nhá. Mã này là 2031. Mã này 2031 cho em màu xanh. 2031 nhá. Các chị comment đúng theo mã hàng cho em với. Tánh mã chạy quá các chị cứ comment đúng theo mã hàng cho em là có đơn. Đây bác nào vừa hỏi màu đen đây em mặc thử luôn màu đen nhá. Cả cây đen luôn này. Đấy chưa? Cả cây đen luôn. Bộ cọc là 179. Còn bộ dài là 189. Đấy, cứ tính là một bộ cọc là 108, bộ dài là 109. Hơn nhau 10.000. Đấy chứ ạ, hơn nhau 10.000. Đây, màu đen đây. Đen đẹp nhở. Đấy, em cứ xóa đi, chị nhiều tiền lắm. Em cứ xóa thoải mái đi, đấy. Có bộ này lên hết đi, chị mua tắt. Nhưng mà thế có phải em sướng không? Tí Hương ok, cái chị giờ này các bạn bảo là hết tiền rồi, em ơi, hết tiền rồi, này buồn thế. Trần Nguyệt ok, chị Lily rồi ok. Đấy, chốt đen xanh vàng đỏ đủ 4 màu đúng không? Đấy, khách VIP luôn. Mấy hôm nữa lên fan cứng. Kim Cúc nhận mã 2020 này, cái gì? Màu đen hoa cúc xong đấy chốt. Mã 2020 là cái gì? Mã 2020 là cái gì nhỉ? 2025. Chị, em không biết mã 2020 là cái mã gì luôn ý. Màu xanh có bộ cọc. Chị ơi, tí xem lại like nhá. Bộ cọc hôm nay lên mấy mã đấy? Có đầy bộ xanh mà chị, nhiều lắm. Đây này, ví dụ như thế này này, có nhiều bộ xanh mà. Đây bộ ngắn đây. Đây là quần lỡ. Đấy, có nhiều mã, tí nữa các chị vào xem lại mã xong là gọi chốt đơn sau nhá. Nếu các chị xem sau livestream các chị tốt nhất là các chị gọi điện trước. Nếu không các chị comment sau live lúc đấy em lọc đơn là em sẽ không chốt đơn ở trên live nữa đâu ạ. Đơn tối qua nếu mà gọi điện chốt đơn rồi, xin địa chỉ rồi là đi đơn rồi nhé chị yêu. Đấy, chị đây muốn mua mà chốt toàn bị hết sạch sai. Rồi ok chị Phạm Xuân. Còn màu gì nữa không ạ? Màu đỏ đi. 2031, size các chị từ 42 đến 60 cân. Không có 2031 dáng ngắn. Tí nữa xem lại like và comment lại mã hàng cho em với chị Trần Duyến nhá. Tại vì mã bộ cọc em có nhiều mã lắm. Không phải 2031 em không có dáng ngắn như này. Đấy là mã khác. Đây là mã gì đấy ạ?
Cái mã bộ xanh này là mã gì? 2023. Bộ xanh là mã 2023, dáng ngắn chị nhá. Cái này dáng lỡ là 2023. Có nhiều mã mà chị, lên đúng mã là đúng hàng. Trừ khi các chị comment sai mã hàng thì là nó là sai mẫu thôi. Em lên nốt màu đỏ cho em nghỉ nhá. Đã lên là lên cho chót luôn, đủ màu luôn đấy ạ. Cái thằng giỏ nhà em chưa về cơ. Thế nào nó đi đâu? Nó ở nhà nó không chịu đi đâu. Mưa nó đi ô tô ấy, nó ướt đâu. Cái 2031 màu đỏ. của màu đỏ ạ. Và chị nào chốt lên luôn cho em 2031 màu đỏ nhá. Chị Hằng Minh có ok, chị Dương Huyền này. À, màu vàng đẹp không? Ủa chị hỏi em màu vàng đẹp không nhỉ? Hỏi làm gì? Mua nhiều hàng nhà em, chị lên fan cứng rồi ha. Bao giờ phải lên fan cứng cộng 1 nó là VIP chị ơi. Bao giờ phải lên fan cứng cộng 1. Đấy, nó phải nổi bật luôn. Phạm Xuân rồi ok. Chị hỏi em màu vàng có đẹp không thì chị hỏi thừa. Đúng không? Màu nào cũng đẹp. Em lên tất cả các màu chị lắm luôn đấy ạ. Ok chị Trần Duyến nhá. Ê chị ơi, mã này 2031 cho em màu đỏ. À, em ngồi đây cho các chị ngắm một tí xong là em nghỉ nhá. 2031 cho em màu đỏ này. Chữ này cái logo này, logo theo cho em. Logo theo 2031 ạ. Ok chị, bộ dài là 190, bộ ngắn là 180. Áo đen mặc trong em áo mặc trong em hết hàng rồi chị Huyền Phạm. Ok em chốt màu đen nhá, 2031. Ok các chị yêu, thôi em nghỉ đây, xin phép các chị. À, ngày mai nhà em có chốt đơn các chị để điện thoại cho em với nhá. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị yêu ngủ ngon ạ. Bye bye các chị.